Thế thì báo cáo các chị là có nhiều người nói là tại sao anh không quản trị đội ngũ nhân sự của em? Thế tôi nói luôn là anh đã quản trị được chính bản thân anh chưa mà anh đòi quản trị người khác. Báo cáo các chị là các cụ nhà mình không học về nhân sự nhưng các cụ nói câu nào trên câu đấy. Vậy thì báo cáo các chị là hiện nay cái môn quản trị nhân sự theo tôi được biết nó không gọi là môn quản trị nhân sự mà gọi là môn quản lý bản thân và quản lý con người. Tức là để anh có thể quản lý được người khác và thúc đẩy tạo được cho người khác thì bản thân cá nhân anh phải là người có động lực, bản thân anh là người quản lý được bản thân mình đã thì anh mới có thể quản lý các người khác được. Vậy thì cái vai trò người quản lý hay là người lãnh đạo trong một công ty là rất quan trọng. Thế ở đây tôi sẽ các bạn làm rõ một cái khái niệm thế này. Ở Việt Nam chúng ta rất hay gọi rằng, thậm chí là để sách nước ngoài tôi nghĩ người ta cũng hay gọi rằng quản lý cấp phòng thì gọi là quản lý, còn anh là chủ tịch công ty, anh là tổng giám đốc công ty thì anh gọi là lãnh đạo. Thế thì xin thưa các chị, tôi cũng quan điểm như vậy. Quan điểm của tôi là trong một tổ chức hay trong một gia đình cũng vậy, anh chỉ cần dẫn dắt một đội ngũ gồm khoảng 2 người đi theo anh thì anh được gọi là lãnh đạo. Tại sao tôi nói như vậy ạ? Bởi vì anh bảo là trong công ty quản lý cấp phòng thì là quản lý, còn tổng giám đốc là lãnh đạo. Thế nhưng mà trong con mắt của tổng công ty chẳng hạn thì giám đốc của một công ty cũng chỉ là quản lý công ty con thôi. Nhưng mà trong con mắt của một bộ ngành nào đó chẳng hạn thì tổng giám đốc của một tổng công ty cũng chỉ là quản lý của một cái tổng công ty đó thôi. Hay trong con mắt của thủ tướng chính phủ thì kể cả chủ tịch thành phố Đà Nẵng thì cũng chỉ là quản lý của một thành phố thôi. Thế nếu mà nói quy mô như vậy thì tôi không đồng ý. Cái sự phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo nó phải được dựa trên cơ sở là anh thật sự đang mang tố chất của lãnh đạo hay anh mang tố chất của quản lý. Có nhiều người làm lãnh đạo cả đời nhưng vẫn chỉ là một người quản lý đơn thuần. Còn có những người ta chỉ là chuyên viên nhưng mà thực sự trong con họ lấp lánh cái ánh sáng của người lãnh đạo. Vậy thì báo cáo anh chị, lãnh đạo là ai? Vậy thì báo cáo anh chị là này, lãnh đạo là một động từ không phải là một danh từ. Lãnh đạo được thể hiện là những gì chúng ta làm chứ không phải là những gì quy định trên giấy vai trò của chúng ta. Và lãnh đạo thì xin thưa anh chị thật sự thể hiện bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói. Vậy thì báo cáo anh chị ở đây vai trò của lãnh đạo vô cùng là quan trọng. Hình ảnh trên bảng thể hiện vai trò của lãnh đạo. Một đội quân của các chú cừu nhưng được lãnh đạo bởi một con sư tử thì bao giờ cũng đáng sợ hơn một đội quân gồm toàn sư tử như được dẫn dắt bởi con cừu. Vậy để báo cáo các chị, câu nói này là câu nói nổi tiếng của Alexander Đại Đế. Ông ta nói rằng một đội quân dù có yếu hèn đến mấy nhưng nếu tìm được một vị lãnh đạo xứng tầm và có tinh thần và trái tim của một con sư tử thì đội quân sẽ chiến thắng mọi kẻ thù. Còn nếu đội ngũ của chúng ta là một đội ngũ hùng hậu toàn sư tử, toàn là hổ báo cáo trồn nhưng mà dẫn dắt bởi con cừu thì chị biết số phận của đội quân đó là như thế nào rồi đấy. Vì vậy khi đi tư vấn và vào đào tạo các doanh nghiệp, tôi ít khi tôi hỏi lãnh đạo rằng là anh ơi, quân của anh có giỏi không, quân của anh gồm bao nhiêu người, chúng nó tốt nghiệp trường nào ra, chúng nó có nó thật sự là ok hay không. Tôi ít khi hỏi câu đấy mà tôi được quan sát và tôi tìm hiểu xem đội quân này có được dẫn dắt bởi một người lãnh đạo thật sự có trái tim của sư tử hay không. Một người lãnh đạo luôn nhận khó khăn về mình, một người lãnh đạo biết đào tạo và hướng dẫn cho đội ngũ, một người đào tạo biết vị tha, một người đào tạo biết yêu thương, một người đào tạo và như sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề gì, không bao giờ để liên lụy đến anh em phía dưới. Một người lãnh đạo thật sự không chỉ quan tâm đến công việc mà còn quan tâm đến tình cảm nữa, thật sự là thủ lĩnh tinh thần, vân vân và vân vân. Thì nếu có một người lãnh đạo như vậy, tôi tin rằng đội quân này sẽ chiến thắng tất cả mọi khó khăn. Xin thưa các chị, vậy để báo cáo các chị, tôi có một ví dụ rất cụ thể rằng tôi ngày xưa tôi đào tạo ở Hải Phòng, bên bờ sông bên này là một công ty sản xuất xi măng, vẫn là những con người như vậy. Làm ăn suốt ngày thì mắng chửi là không làm được việc, để thái độ yếu kém, để trình độ non yếu này. Rồi xin thưa các chị là thay hết đời lãnh đạo này, đời lãnh đạo khác, người Việt Nam công ty nó yếu kém như vậy. Thậm chí người ta còn xây cả một cái chùa rất to vào trong công ty để trấn trạch, để kiểm, để nghĩ rằng cái miếng đất đấy không phù hợp để làm ăn. Thế rồi xin thưa chị, toàn bộ công ty nó giải tán và bán hết toàn bộ cơ sở máy móc trang thiết bị và những con người đó cho công ty nước ngoài. Chỉ một tháng sau lãnh đạo nước ngoài tao về và công ty đấy thậm chí ta còn phá bỏ cả cái chùa đó bởi vì vướng chỗ. Xin thưa anh chị, công ty vẫn làm ăn mở tiền về phía trước. Vậy có phải do quân sĩ kém đâu ạ? Không phải. Có phải việc đất đấy nó không tốt đâu ạ? Cũng không phải. Mà vì thật sự là người lãnh đạo của nước ngoài đã làm được những việc của người lãnh đạo của Việt Nam không thể làm được. Vậy để báo cáo anh chị ở đây vai trò của lãnh đạo thế nào thì xin thưa các chị có yêu cầu lãnh đạo ra sao, tôi xin phép chia sẻ với anh chị thế này. Ngày hôm nay là một dịp chúng ta đi học về cái gọi là truyền lửa cho đội ngũ nhân viên. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta phải xem lại chúng ta đủ tố chất để truyền lửa cho người khác không đã. Vậy chúng ta xem thử xem chúng ta đủ tố chất để làm lãnh đạo hay không. Thì mời anh các chị chúng ta thử xem cho tôi một số cái yêu cầu của lãnh đạo như sau. Thứ nhất, người lãnh đạo phải là một người dẫn đường. Trong cái công viên safari của Phú Quốc tôi xem thử rồi, những cái con sư tử ấy nó có lưỡng nó đi, nhưng tôi thường thấy nó đi đầu đàn. Tôi thấy ít khi sư tử là bảo thôi chỗ cái cô vũng nước, chỗ cái cô
cái mỏm đá chúng mình đi trước xem thế nào, người ta tụt về đằng sau. Tôi ít thấy con sư tử nó đi sau lắm, một số con sư tử nó cũng đi sau, như thế là nó chặn hậu, nó đảm bảo rằng chỗ con nào tụt lại phía sau cũng còn nguy hiểm. Chứ còn bản chất là thấy mỏm đá cao nhất là sư tử phải lên trước để xem, để tầm nhìn và thể hiện cái quyền bản lĩnh dẫn đầu của mình. Thứ hai nữa chính là yếu tố truyền lửa đấy ạ. Thế thì báo cáo anh các chị là ở đây hôm qua tôi đã nói lại nữa, đó là tôi rất thất vọng của đội ngũ lãnh đạo của chúng ta hiện nay. Lãnh đạo nhưng không biết ăn biết nói, lãnh đạo nhưng không bao giờ có yếu tố là truyền cảm hứng được cho người khác bằng ngôn ngữ của mình. Xin thưa anh chị, tôi xem phim buổi tối, tôi thấy rằng đội quân bên này rất là yếu đuối, rất hèn nhát và thậm chí là không còn sức lực để đứng dậy chiến đấu. Chỉ có một người đứng lên trước đoàn quân, rút một lưỡi gươm ra, nói những câu rất tâm huyết, gào lên một tiếng và thấy là tất cả đội quân yếu đuối đó tất cả đứng dậy và cầm giáo cầm gươm tiến về phía trước. Thế còn trong công ty chúng ta cũng vậy ạ. Giả sử rằng đây là hội nghị kinh doanh, tất cả anh chị đứng ở dưới, tất cả quân sĩ đang đứng ở dưới đây, thế một vị lãnh đạo lên trên này, thế anh chị nghĩ thế nào? Lại bảo tôi, các anh chị chúng ta cứ làm thôi, tôi chẳng biết nói cái gì cả. Tôi không nghĩ vậy, nhưng trong thực tế ở Việt Nam lãnh đạo chúng ta thường như vậy. Tôi nói ví dụ hôm qua đó là cậu ruột của tôi đã từng là người giàu nhất nhì của tỉnh Hải Dương Việt Nam, nhưng bây giờ ông đã phá sản rồi, đi lang thang như người thần kinh vậy. Vì sao ông ta không bao giờ biết rằng ông ta sẽ mất cái công ty đó? Vì sao không mất công ty đó? Vì vậy xin ông tự nghĩ là ông ta nhiều tiền. Nhưng khi tôi nói chỉ là nhiều tiền để làm gì? Bởi vì tâm linh làm việc nó không đến từ việc anh mang tiền ra anh đi mua cái sự hăng hái của người ta. Nó cần yếu tố tinh thần, nó cần yếu tố chuyên lửa, cần yếu tố tạo lực thì cậu tôi không làm được. Tôi nói rằng là gì? Tổng kết cuối năm để mời ông lên phát biểu cái bục ở đây để có micro ông như thế này. Ông phát biểu tôi nói như thế này. Mọi người sợ quá đưa cái micro sang bên này. Ông phải nói ở bên này. Lúc xuống ta hỏi cậu ơi tại sao mấy cô để ở giữa mà cậu lại không nói, mà cậu đứng nói ra bên ngoài. Ông bảo nói thật với cháu chứ cậu có biết nói cái gì đâu, nói vào micro sợ chúng nó cười, thôi thì cứ nói ra bên ngoài đằng nào kết thúc chúng nó cũng vỗ tay. Tức một người có cái tinh thần nó kém như vậy thì xin thưa chị làm cái gì? Thế tôi xin thưa nhá, ngay cả đối với chính quyền của nhà nước chúng ta cũng phải thôi, chính quyền của các sở ban ngành rồi là công ty chúng ta cũng phải thôi. Những vị lãnh đạo đứng đầu đáng ra phải là người gọi như là xuất hiện trước công chúng, xuất hiện trước truyền hình, xuất hiện trước những việc khó khăn để trả lời, để giải đáp, để tạo những lương tế chuyên lược, nhưng mà còn mất tích. Cứ lúc nào cần phát biểu thì ủy quyền với cấp phó, ủy quyền với thằng tránh văn phòng, ủy quyền cho mấy thằng nhân viên ra trả lời, còn có lúc nào lên điện bàn kè này đi nào lên điện bàn được, nhưng mà lúc mà đi nói chuyện thì bao giờ tụt xuống. Người Việt Nam chúng ta có một câu rất kỳ lạ là thùng rỗng kêu to. Rồi không câu nữa là thằng làm được là không bao giờ nó nói, còn bọn nói không làm được cái gì. Ý này chị đã bảo như bọn tôi không làm được cái gì đấy. Chị nói thôi. Xin thưa các chị, thế tại sao hỏi còn lại một câu, thế tại sao chúng ta không phấn đấu để trở thành người vừa nói vừa làm được, thậm chí là vừa ăn được và vừa chơi được? Tại sao cứ tưởng thế này mất đi tiên? Tức là chúng ta phải khỏa lấp đi cái sự yếu kém của chúng ta bằng cái lời lẽ kiểu như vậy. Ý là cái thằng này nói hay thế không làm được đâu, phải lấy cái thằng nào lúc nào chắp tay sau đít đi trông nhiều nguy hiểm chứ. Tôi không nghĩ thế, tôi không nghĩ vậy. Vậy thì báo cáo với chị là như thế này. Anh thấy các cái buổi lễ ra mắt các sản phẩm nổi tiếng quốc tế như iPhone chẳng hạn, thời Steve Jobs còn sống, hay bây giờ là Tim Cook chẳng hạn, nó lãnh đạo cấp toàn cầu đấy, xin thưa các chị, lãnh đạo nó lớn lắm đấy. Nó vẫn nhảy lên sân khấu, nó vẫn chia sẻ về khát vọng, nó vẫn chia sẻ về sản phẩm, nó vẫn nói về thách thức. Ôi dồi ôi, nó vẫn nói chứ, nó đâu phải mặc con lên thật đẹp, nó ngồi dưới kia, nó đóng cà vạt, nó xem nhân viên nó nói thế nào đâu. Mắc ra cù bớt bị vấn đề lộ thông tin, nó vẫn lên trên này nó điều trần với quốc hội, nó vẫn trả lời, nó vẫn truyền cảm hứng với nhân viên đó để tiếp tục cổ phiếu giá tăng lên đấy chứ ạ. Và ở Việt Nam tôi nể một người Nguyễn Tử Hoàng, hay còn gọi là Quảng Nổ ấy, Quảng Bom á, Quảng Bom đó. Tôi không biết anh ta có thật sự làm cái gì hay không, nhưng riêng yếu tố anh ta dám lên trên đây để thuyết trình về sản phẩm Bifone mang thương hiệu Việt Nam và nói rằng sẽ đấm tan cái điện thoại iPhone, tôi đã nói riêng tố chất đấy là tố chất của lãnh đạo. Anh chị chưa vào thăm công ty quả, anh chị không biết đâu, nhân viên cực kỳ tôn sùng anh đấy, sẵn sàng đi theo anh đấy, và thế là anh đi được chứ ạ. Chứ còn chúng ta ngồi ngoài ta chửi thoải mái đúng không ạ, chửi giải quyết vấn đề gì đâu. Anh ta rất ít bán được điện thoại iPhone, bởi vì anh ta để giá quá cao, nhưng rõ ràng công ty đấy nó có niềm tin tuyệt vời vào anh đấy và vẫn đi theo anh đấy. Và rõ ràng rằng xin thưa anh chị, chúng ta có đã quảng lộ chứ không cần biết, chúng tôi nhắc lại nhá, có được tiền anh ta không nhiều bằng anh chị tại đây, nhưng về tố chất lãnh đạo anh ta có nhiều bằng anh chị tại đây. Câu thứ ba, quyền. Tiếp theo, tượng, cho nên tôi muốn nói này. Trong lãnh đạo của Việt Nam, công ty của Việt Nam,
tôi nghĩ rằng ít lãnh đạo mang tính thần tượng. Thần tượng tức là gì ạ? Tức là ngoài đời sống công việc ra, anh phải trở thành thần tượng trong đầu óc người ta về lĩnh vực gì đấy. Ví dụ như trước đây tôi làm lãnh đạo một số công ty, người ta thần tượng tôi về khả năng ăn nói, đấy là một loại thần tượng. Hay là bạn tôi có khả năng nấu cơm rất là ngon chẳng hạn. Ông ta ngoài giờ làm việc ra, ông ta luôn luôn nấu cơm về cho gia đình, rồi post lên Facebook những cái bữa cơm gia đình rất ngon anh ta nấu chẳng hạn. Đấy là thần tượng. Rồi ví dụ anh Trịnh Văn Quyết, những người giàu nhất Việt Nam, anh ta đến ngày Tết mùng 1 tháng 5, anh ta cầm cuốc ra đồng, anh ta cuốc đất, anh ta dẫn theo hai thằng con, anh ta live stream trên Facebook và ghi rằng các con ạ, bố đi lên từ miếng đất, vì vậy các con giàu có bây giờ rồi, các con vẫn phải cuốc đất để mai sau chúng ta tiếp tục làm giàu cho quê hương. Vì vậy trong con mắt nhiều người, mọi người bảo những thằng trai nó bị dân đúng không ạ? Theo quan điểm cá nhân của tôi, để bị dân được nó cả một tài năng hết sức đấy. Thế tại sao chúng ta làm thế đi? Còn lãnh đạo Việt Nam làm thế này, nhờ nhân viên lập cho cái Facebook, bởi vì nghe nói Facebook là nhân viên hay nói xấu mình trên đấy, lập cho cái Facebook nhưng không nói cái gì bao giờ, không bố ảnh gì bao giờ, chỉ để avatar là hình của con chó hoặc là hình cái tên, sau đó là ngồi rình rình mò mò Facebook của nhân viên chứ không bao giờ là nói cái gì trên đó cả. Nhưng mà sang Facebook thì ghi là sinh năm 1960, bỏ đi 1960, sau đó chả nói cái gì. Báo cáo các chị, thế hệ lãnh đạo kiểu thế là thế hệ lãnh đạo cổ xưa, lúc nào cũng sợ nói ra mình bị đánh giá, lúc nào sợ là mình thể hiện thế này thì bị người khác nhìn nhận vào. Thế chứ là anh chị không đủ tự tin còn gì nữa hả? Thế những người không đủ tự tin thì theo anh chị có phải là những người sẽ truyền cảm hứng cho người khác không? Anh chị sẽ truyền cảm hứng cho người khác được về sự không tự tin. Bảo bài các chị, yếu tố thần tượng rất quan trọng. Tiếp tục, nhà cửa, cái này cái bóc của tôi phải nói. Xin thưa các chị, không có thể nói rất kỹ về phần này, hôm nay tôi phải nói là nhà cửa tức là sao? Anh đi sang hòa nhạc, anh chị thấy rồi đúng không ạ? Dưới này là 100 nhà công đang kéo đàn, đang gõ trống, gõ chiêng, đều là những bậc thầy đã âm nhạc cả, toàn cụ đầu sâu và mắt cận. Vậy tại sao con người tài năng này lại cần một người đứng ở trên đây chọc tiếp vào khán giả? Và như thế này, xin thưa anh các chị, nhạc trưởng. Tại sao lại cần nhạc trưởng mới là vấn đề? Thế chị nghĩ rằng trong nhạc công ở bên dưới đều đã có cái hình gọi như là bản nhạc ở trên trước mặt mà người ta lại không kéo được đúng á? Anh chị hơi bị nhầm, kéo quá đúng luôn, không thèm nhìn nhạc vẫn kéo được luôn. Thế vấn đề tôi mới hỏi là cô đấy, tại sao lại cần ông nhạc trưởng đứng ở đây mà ông nhạc trưởng lại trông rõ ràng còn trẻ hơn rất nhiều so với mấy ông nhạc công ở dưới này? Vai trò kết nối, vai trò tạo nhịp, và đặc biệt là vai trò xử lý những thằng nào muốn phá vỡ sàn nhạc của tôi. Tôi từng xem nhạc, sàn nhạc tại Saint Petersburg, 100 người lên, ông nhạc công vẩy lên tất cả bên này lên, ông hạ xuống tất cả bên này xuống. Vậy như ông ta vừa hạ xuống chỗ này, một thằng này nói thế là xin thưa chị, với cây búa thần trong tay giữ mũi không, xin thưa chị, vai trò người lãnh đạo là vậy. Nếu thấy trong tổ chức của chúng ta có bất kỳ một người nào có biểu hiện về việc là chống đánh xuôi và chèn cành thổi ngược thì cái cây đúng ở trên tay chúng ta biểu tượng sẽ xử lý dù thằng cha đó là thằng cha. Xin thưa các chị, tôi chia sẻ luôn cái này, người Việt Nam mình thua người nước ngoài 100%. Tôi nhớ mãi thời kỳ tôi về làm giám đốc nhân sự tại Men Thăng Mai, tôi về thấy công ty tôi mặc dù đã phát ra đồng phục nhưng cả công ty không ai chịu mặc. Tôi đưa ra một nghị quyết là thế này: từ ngày mai tất cả chúng mày mặc đồng phục, thằng nào không mặc tao đuổi ra khỏi đây, đừng nói tao ác. Chúng nó sợ tôi không ạ? Sợ chứ à? Vì vậy ngày hôm sau tất cả mặc đồng phục đi lại. Tôi thành lập một đội gồm có 5 thằng đi kiểm tra, rình mò xem thằng nào không mặc về báo cáo tao, tao xử chết thì thôi. 2 tiếng sau mọi người lên báo cáo tôi rằng thưa anh Dũng, công ty mình hôm nay thật sự là rất đẹp, tất cả mọi người mặc đồng phục màu đỏ rực muôn bảng trời, nhưng báo cáo anh có một người không mặc. Mười hai đấy, là báo cáo của vợ anh. Anh xử lý nào anh? Vợ tao mà. Ơi, ra ngoài đây. Nó mặc không mặc thì thôi, con giờ hơi nó tích bạc tiền trọng. Ngày hôm sau, một nửa công ty tôi không mặc đồng phục. Và ngày hôm sau nữa, cả ngân hàng tôi không mặc đồng phục. Vì nó bảo thế này này, vợ anh là vợ anh ở nhà. Đêm nay vợ anh thích mặc cái gì thì mặc. Nhưng ban ngày chị đi làm, chị là nhân viên phòng kế toán, thì chị mặc đồng phục của cho em nhờ.
chị là nhân viên phòng kế toán chị không mặc thì đứa khác phòng kế toán nó không mặc, phòng kế toán không mặc thì phòng kinh doanh không mặc, phòng kinh doanh không mặc thì phòng sản xuất không mặc, và tóm lại một đường bên là không mặc. Từ lần sau kêu gọi đe dọa ra nghị quyết hoàn toàn mất tác dụng. Đấy là vấn đề. Tôi nhắc lại là chúng ta thường không hiểu sao người Việt Nam rất xuề xòa cái việc đó, và từ yếu tố xuề xòa nó sẽ trở thành một cái gì nó gọi là hời hợt. Vì sao dài nhạc ở bên dưới tao thích kéo nốt này dài thêm một tí đây, cái nốt là tao không thích thổi đây, đông thế mà tao không thổi thằng khác thổi mà thằng nào cũng nghĩ như vậy, thế thằng nào thổi rồi đoạn này tao muốn đánh khác đi, tao phiêu đi của tao một tí đây, thế xin thưa chị nó trở thành đấy là gọi là hòa nhạc đấy, đấy gọi là một tổ hợp ô hợp chơi nhạc ngoài đường phố. Vì vậy đã gọi là giao hưởng, và công ty chúng ta là một loại giao hưởng thì cần có người nhạc trưởng chị tới là yêu cầu. Nhưng bên cạnh đó anh chị phải là huấn luyện viên, anh chị phải là người thầy võ thuật. Riêng yếu tố này người Việt Nam tiếp tục thua kém. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy những vị quản lý, những người lãnh đạo lên trên này dạy dỗ, đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn đội ngũ nhân viên của mình. Tôi nói bán hàng là một ví dụ cụ thể, tôi đã từng làm báo này. Xin thưa chị, tôi đi dự các cuộc họp hội nghị bán hàng ở bên dưới tôi thấy buồn vô cùng luôn. Nhảy lên sân khấu này nó rất kinh. Tôi nói cho anh chị biết nhé, các anh chị làm ăn như thế là không được nhé. Các anh chị bán hàng như thế là mỗi ngày không bán được 5 cái sản phẩm, thế là làm cái gì? Ngày xưa tôi đi bán hàng, mỗi một lần tôi đi bán hàng tôi bán được 50 cái, khách hàng nào gặp tôi đều gọi như là mua hàng luôn. Phải làm ăn như thế chứ, các anh chị cẩn thận là tôi đuổi hết. Nhân viên bên dưới nó giơ tay: anh Dũng ơi, ngày xưa anh bán hàng giỏi thế nào anh không được chứng kiến, nhưng mà báo cáo anh bây giờ bán hàng rất khó, ra vào khách hàng toàn đuổi thôi. Thế thì anh bán hàng giỏi như vậy, anh đi bán hàng mẫu cho em xem được không? Và anh dẫn bọn em đi với khách hàng khó nhất để em học tập kinh nghiệm, để lần sau em tự chủ làm việc được, để giỏi như anh có được không anh? Tao trả lời chúng mày đi làm, tao lại còn mất thời gian dạy chúng mày nữa à? Không làm thôi thì nghề, mà cố gắng lên rồi sẽ có ngày được như anh. Thôi còn anh đi chăm chó người khác tiếp nhé. Xin thưa anh chị, đấy là những kẻ thật sự là nói mà không làm gì đấy. Toàn kể chuyện ngày xưa thôi. Ngày xưa anh bán hàng rất giỏi, ngày xưa anh lập công ty từ bàn tay trắng, tỏ nói phép. Xin thưa anh các chị, báo cáo các chị, đây là một vấn đề thật sự nghiêm túc. Yếu tố đào tạo và huấn luyện, tôi nói là gì? Anh không thể trở thành huấn luyện viên bóng đá khi anh chỉ mặc quan lê đứng ở ngoài đường biên và hô hào cầu thủ chạy chỗ nào chạy chỗ kia. Anh phải mặc quần áo thể thao, anh phải lao vào sân. Mặc dù anh đá phạt không bằng Cristiano Ronaldo, nhưng anh cũng phải đá phạt cho nó xem cái kiểu đá nó như thế nào. Anh không chạy chỗ giỏi như Messi, anh cũng phải vào loang quang một tí cho nó biết chứ. Anh không thể mặc quan lê đi ngoài đường như một quý ông lịch lãm mà bảo rằng em là huấn luyện viên chuyên nghiệp được. Nhưng tôi thấy hiện nay vận của doanh nhân Việt Nam bị ảnh thế đấy. Anh mặc rất đẹp, quần áo rất xịn, đứng ngoài đường pitch chỉ đạo anh em như rồng và nói rằng ngày xưa anh đá bóng rất giỏi. Tôi không được chứng kiến ngày xưa của các khách hàng. Nó là tác nhân xúc tác. Người lãnh đạo phải là người kết nối. Người lãnh đạo không bao giờ được là người chia rẽ tổ chức này, không được về phe thằng nọ về phe thằng kia, vì nếu không anh chị chính là người làm phá vỡ tổ chức chúng ta ngay từ bên trong ra với quyền lực của mình. Xin thưa các chị, và để báo cáo chị, đây là yếu tố để trở thành lãnh đạo. Vậy thì để tạo được một chế độ ngũ cán bộ nhân viên, người lãnh đạo không cần làm nhiều việc, người lãnh đạo chỉ cần làm tôi đúng 3 việc như sau. Một, know the way. Anh chị tham dự những buổi hội thảo thế này hay đi học chương trình đào tạo MBA là để anh chị biết thêm kiến thức và cách thức giải quyết công việc, nó gọi là know the way. Nhưng anh chị biết xong rồi, nhưng anh chị là chỉ biết một mình, anh chị ích kỷ, anh chị để mặc với nhân viên thì anh chị chưa phải là lãnh đạo. Anh chị học về kiến thức rồi, anh chị phải là người sâu the way. Anh chỉ phải là chia sẻ kiến thức đấy và kinh nghiệm đấy cho người khác. Nhưng anh chị chia sẻ xong rồi vẫn chưa ổn, anh chị còn phải là người khâu giờ quên. Anh chị phải là người đi trên con đường đó, anh chị thực hành, anh chị làm gương làm mẫu thì anh chị mới thể thành công. Thế thì báo cáo anh chị là tiếp tục lại một câu chuyện nữa rất là nổi tiếng của tôi. Và xin thưa chị, tôi phải nói lại bởi chúng ta nghe rất đông người tại đây. Anh chị hãy làm được như những người sau đây tôi nói, thì anh chị thật sự đã trở thành lãnh đạo. Và tôi tin rằng công ty của anh chị sẽ chắc chắn làm việc cực kỳ hiệu quả. Nếu không tôi không có đủ cái mặt tư cách để nhìn lại anh chị nữa. Nhưng tôi nhắc lại nhé, không chỉ nghĩ trong đầu mà phải thực hiện ra bằng được câu chuyện như sau. Báo cáo các chị là ngân hàng tôi trước đây thuê tổng đốc là người nước ngoài. Xin thưa chị, tổng đốc ngoài thì tôi báo cáo các chị ăn luôn là lương tháng gấp có khi là hàng chục lần tổng đốc người Việt Nam. Ví dụ tổng đốc người Việt Nam là trả 300 triệu của chúng ta quá cao,
một tháng thì tổng cộng ở nước ngoài chúng tôi phải trả mức lương lên tới là 3 tỷ đồng một tháng. Xin thưa anh chị sẽ bảo úi dồi ôi thầy, em mà có lương 3 tỷ á, em làm tốt hơn nó nhiều. Anh chị đừng nghĩ vậy. Tôi đã từng trả cho lãnh đạo Việt Nam lương tận 2 tỷ, nhưng các lãnh đạo Việt Nam cũng không bao giờ làm được những điều chúng tôi kỳ vọng. Vì vậy bất đắc dĩ tôi phải tuyển tổng đốc người nước ngoài, và thằng cha này là một người Ấn Độ. Anh chị biết rồi, người Ấn Độ không giỏi hơn người Việt Nam, nhưng người Ấn Độ người ta hội nhập nhanh, và hiện nay người ta trở thành tổng đốc làm thuê chuyên nghiệp trên toàn thế giới này. Tổng đốc các hãng lớn đều là người Ấn Độ cả, họ làm rất tốt. Chúng tôi tuyển về và điều gì đã xảy ra? Thế xin thưa các chị là ông ấy là người làm việc của chúng tôi được một tuần, thì ông ấy gặp tôi ông bảo Dũng, cho tao xin nghỉ việc. Tôi xin các bạn là mày tao, chúng tôi hay dịch tiếng Anh là mày tao. Thế tôi hỏi là thế là sau này là nghỉ việc, cái lương mày chưa đủ tao à? Thế ông bảo không phải, lương mày trả tao quá cao. Nhưng vì lương mày trả tao quá cao thì mày tao cần phải làm việc làm sao tao xứng đáng đồng lương tao nhận. Nên tao thấy tao không làm được việc, tao xin nghỉ luôn, cho lòng tự trọng còn được, gọi như nguyên khỏe. Mày bảo mày dù sao có ý thức đấy. Lãnh đạo bên tao bảo không làm được về nghỉ đi, cứ bảo em còn sức để em cống hiến thêm hai đại hội nữa thôi. Nói chung là mày còn có tố chất. Thôi được rồi, thế tóm lại là mày muốn nghỉ đi, cái lý do. Người ta bảo rồi, tao không làm được việc. Mình mà mày không làm được việc, tao đã chửi mày câu nào đâu. Mày mới làm được một tuần, tao chưa nhìn thấy con số nào của mày cả. Vì vậy tao đã nói được câu nào đâu, tại sao mày chờ đến cuối năm mày nghỉ một thể. Nó bảo không, tao bức xúc lắm, tao xin nghỉ luôn. Mày bảo ok, mày nói đi, có vấn đề gì. Nó bảo thế này nha, Dũng này, tao về đây được một tuần, và tao được chúng mày mời đi dự năm cuộc họp. Năm cuộc họp này là do chúng mày mời tao, chứ không phải là tao ép chúng mày đi họp nhé. Tức chúng mày mời tao nhé. Nhưng năm cuộc họp này tao không thấy cuộc họp nào tới bắt đầu đúng giờ. Bắt đầu từ 8 giờ sáng thì 8 rưỡi bắt đầu mới bắt được. Bắt đầu từ 10 giờ thì 10 giờ 15 nó chưa lắp xong máy chiếu. Họp từ 13 giờ chiều thì bảo là úi là tầm này sớm quá, tôi chờ thêm tưởng tiếng nữa. Họp 4 giờ chiều thì bảo là anh ơi cuộc họp trước chưa xong, anh chờ thêm tán lại đi. Tại sao chúng mày chấp nhận điều đấy? Tao hỏi mày một câu này. Lương tao là 3 tỷ một tháng, lương mày là 500 triệu một tháng, lương thằng kia là 40 triệu một tháng, lương con gái kia là 100 triệu một tháng. Tính riêng đội ngũ quản lý lãnh đạo chúng ta thôi, tao hỏi chúng mày một câu là một tháng ngân hàng trả ra bao nhiêu tiền? Một ngày bao nhiêu tiền, một giờ bao nhiêu tiền, và một phút là bao nhiêu tiền? Tôi đã cũng tính thử, một phút ngân hàng tôi trả đội ngũ lãnh đạo 18 triệu đồng một phút. Tính ra lại nha, 18 triệu đồng một phút. Thế nó bảo, thế mày đi mỗi 30 phút họp, hội thảo phải chờ mày. Thế mày lấy 30 phút đấy mày nhân đến 18 triệu đấy, là chúng ta bị thiệt hại trong tổng cộng 540 triệu. Thằng đến sớm là tao không được lợi, mày thằng đến muộn mày không được lợi. Nhân viên chờ chúng ta ở nhà không được lợi, đối tác khách hàng ngoài kia chờ chúng ta không được lợi, ngân hàng này cũng chẳng được lợi. Vậy vì sao tất cả mọi người đều bị thiệt, mà số tiền rất lớn như vậy mà chúng ta chấp nhận từ ngày này qua tháng khác? Chúng mày hiện nay đang có cuộc chống tham nhũng đúng không? Theo quan điểm của tao không nên chống tham nhũng. Vì sao? Chống tham nhũng là lấy tiền của nhà nước về cho tư nhân. Nhà nước bị thiệt nhưng tư nhân đôi khi được lợi. Tiền không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nó chỉ chuyển từ biệt thự của người này sang biệt thự của người khác. Nó vẫn tồn tại như thực thể khách quan. Vì vậy chống thì làm gì? Đấy không chống được. Nhưng có một thứ ở Việt Nam nguy hiểm hơn tham nhũng. Sự lãng phí thì chúng mày chấp nhận như một điều đương nhiên. Lãng phí là tiền hoàn toàn mất đi. 540 triệu mất đi trong khoảng 30 phút đó, mày ghi vào đâu cho bản cân đối bên đó? Mày ghi đâu cho bản cân đối bên đó? Mày ghi vào cột nào? Tiền đang đi, tiền đang về. Vậy thì rõ ràng rằng chúng ta phải xử lý vấn đề này. Còn nếu không, tao sẽ không chấp nhận làm việc cho bên mày. Vì cuối năm tao không thực hiện công việc mày chửi tao, mà bản chất của vấn đề không phải do tao làm việc yếu kém, mà do chúng ta lãng phí. Tôi nghe xong tôi bảo ok, làm thì làm, đổi mới đi, đổi mới kiểu gì? Là đứng dậy là nói luôn, bây giờ thế này. Bất kỳ cuộc họp nào trong tổ chức của chúng ta đều phải bắt đầu đúng giờ. Còn nếu chúng mày thấy không họp như giờ đấy, chúng mày lùi giờ bản này đi, mày thông báo lại để tao ngồi nhà tao làm việc, chúng mày kéo tao đến đây chờ tao làm gì? Bất kỳ cuộc họp nào phải bắt đầu đúng giờ, và nếu muộn tao cho phép mày tối đa 3 phút. Vì đồng hồ chúng ta có thể lấy lệnh nhau, còn lệnh cao 3 phút thì không chấp nhận được. Về nghị quế bảo rồi, đồng hồ của Tây không bao giờ chạy sai. Rồi các chị sau 3 phút họ phải bắt đầu. Nhưng nếu bắt đầu rồi mà vẫn thấy thiếu một thằng, thì dù đó là thằng nào và tầm cỡ đó ra sao, cuộc họp chúng ta sẽ được hủy bỏ, không cần bất kỳ lý do gì khác. Và thằng đến muộn sẽ chịu mọi trách nhiệm cho cuộc họp bị hủy bỏ. Chủ tịch tôi nghe xong, chủ tịch tôi bảo nhưng làm đi làm sợ que đấy, quá đơn giản luôn. Xin thưa các chị, 2 tháng sau chúng tôi tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm tại thành phố Đà Nẵng, khách sạn Alaka bên bờ biển.
Xin thưa anh chị, 491 được người được triệu tập về họp vào lúc 9 giờ sáng như ngày hôm nay. 9 giờ 15 chủ tịch tôi bước vào, tay cầm cây bút và cầm quyển sổ. Thấy mỗi con bé quay camera đang dọn dẹp bàn ghế. Ông bảo, không học à? Đổi phòng à? Xong báo anh. Con bé bảo dạ thưa anh, có tại phòng này. Đúng 9 giờ tổng cộng đã cho điểm danh. Đủ 490 người, thiếu một người duy nhất, đó là anh. Em sợ quá thì cầm điện thoại gọi điện cho anh. Tổng cộng đã nhìn thấy đầu mày gọi điện thoại cho anh đấy. Mày bỏ điện thoại xuống. Cuộc họp này được triệu tập bởi chủ tịch, vì vậy ông ta biết ở đâu và mấy giờ. Vì vậy nếu ông ta đến muộn vì vấn đề gì đó trục trặc, ông ta phải là người gọi điện cho chúng ta và xin phép chúng ta để cho ta đồng ý ông ta mới là đến muộn. Và chúng ta cũng tiếp tục cuộc họp vì không cần ông ta cũng có thể họp được. Nhưng đây chúng ta, ông ta không chào hỏi chúng ta. Vì vậy ông ta đã cố tình vào vi phạm quy định của công ty. Vì vậy cuộc họp bị hủy bỏ. Thằng nào đã vé bay rồi thì ra sân bay chờ về Hà Nội. Thằng nào chưa đặt vé đặt chuyến sớm nhất về còn làm việc. Còn thằng nào mà phải chờ thì ra biển Đà Nẵng ngắm cả cái đi qua còn tốt hơn ngồi chờ chủ tịch để đấy. Tao xử lý nó. Chủ tịch tôi không nói câu gì. Ông ta về phòng làm việc của mình viết một cái email gửi cho 491 người, đồng thời CC cho 6.000 cán bộ công nhân viên, nội dung như sau. Tín gửi lên các chị những đồng nghiệp yêu quý của tôi. Tôi là chủ tịch ngân hàng. Tôi xin lỗi lên các chị đã đến một cuộc họp sáng nay. Vì vậy cuộc họp đã hủy bỏ theo quy định của tổng giám đốc. Đây là lỗi hoàn toàn của cá nhân tôi, vì vậy mong chị thứ tha và thông cảm. Nhưng cuộc họp này rất quan trọng. Vì vậy tôi kính mời ngay các chị quay trở ra Hà Nội họp vào sáng thứ hai tuần sau, 9 giờ sáng tại khách sạn Dai U. Nhưng toàn bộ chi phí đi lại ăn ở tổ chức cuộc họp phát sinh lần tới ghi vào tài khoản cá nhân của tôi chứ không phải tiền của ngân hàng. Một lần nữa xin lỗi ngay các chị và hẹn ngay chị ở thủ đô Hà Nội số yêu. Gửi một phát 6.200 cán bộ nhân viên. Có ai cười không? Không ai cười. Xin thưa các chị, chúng ta nói chuyện với nhau thế này này. Hôm nay ngân hàng chúng ta xuất hiện hai anh hùng. Thằng đầu tiên là tổng giám đốc, nó đi làm thuê lương có 3 tỷ, đáng ra phải im cái mồm nó lại để nó sẵn sàng nó nhận có 3 tỷ đấy, nhưng nó không có dám chống lại chủ tịch, người sẽ có thể sa thải nó. Nhưng anh hùng thứ hai đáng sợ hơn, đó là chủ công ty này 90% vốn của ông đấy, ông đuổi ăn đau chẳng được, bố tướng thiên hạ luôn. Nhưng ông ta đã tự vả mặt mình cái rất đau trước mặt hàng nghìn con người như vậy. Vì vậy ông ta mới là người thật sự đáng tôn trọng và đáng sợ. Vì vậy các cuộc họp lần sau bắt đầu từ 8:30 như này, 6:20 nhiều thằng đến cơ quan tay cầm cái chảo với hai quả trứng. Mày ở mày cầm chảo đến đây làm gì đấy? Đâu dạ em đến đây tranh thủ úp la quả trứng để ăn. Mày sao lại ăn ở dọc đường ăn ở nhà đi? Đâu dạ ăn thêm ở nhà, đi Hà Nội tắc đường đến muộn thì giờ hơi lương em được 30 triệu, nó hủy cuộc họp tổ chức lại chết mẹ em. Nó còn chủ tịch nó thu được 1.000 tỷ một năm, nó còn được cái em vụ này không ổn anh ạ. Anh thật xin là mượn tiền đấy. Còn bán chị tám. Tôi nói là chuyện kể của tôi mức độ chính xác thật đến 99%, chỉ có 1% sai là do lời kể tôi nghe nó buồn cười mà thôi. Nhưng xin thưa anh chị, những lãnh đạo như vậy chỉ cần một lần hình tượng của anh đã thật sự cao vào họ và anh là lãnh đạo. Còn bây giờ đây là ngày nắng này chứ. Các em nhé, các phải qua công ty này như công ty của mình nhé, phải làm việc có trách nhiệm. Trong đời này cần có những người có trách nhiệm. Các em phải đi làm sớm nào, ai lại đi làm muộn như thế. Xem anh như này, ngày nào anh cũng vất vả hơn trải. Bây giờ mấy giờ nhỉ? 9:10 nhá, bây giờ anh đi cuộc họp khác. Nói phép, xin thưa các chị, tôi nhắc lại là lãnh đạo Việt Nam không bao giờ phân biệt được hai khái niệm, tôi nói là đặc quyền và trách nhiệm. Anh có quyền ăn cơm riêng, anh được quyền ở khách sạn 5 sao, anh được quyền đi xe Mercedes, nhìn thấy người khác người ta phải chào anh đầu tiên. Đấy là quyền của anh đấy. Nhưng anh nên nhớ, anh là một người bình thường nên anh cần phải tuân thủ trách nhiệm. Anh cũng phải đứng xếp hàng, anh cũng phải đi làm đúng giờ, anh cũng không được nhậu buổi trưa mặc đỏ phừng phừng, và đặc biệt anh không được hút thuốc lá thì cả công ty dám biển là cấm hút thuốc. Lãnh đạo Việt Nam không bao giờ phân biệt được hai khái niệm đặc quyền và trách nhiệm. Đặc quyền là những gì người ta đã viết rõ ra đặc quyền của anh. Anh chết để được tổ chức ở cấp nhà nước, anh chết để được chôn ở chỗ này, đấy là đặc quyền của anh. Nhưng anh là lãnh đạo thì anh có trách nhiệm như một người bình thường. Vì vậy hình ảnh của Tổng thống Mỹ vẫn phải cầm ô che cho người khác. Hình ảnh của Thủ tướng Nhật vẫn đứng ngồi chờ mua KFC, trong khi là 5 giờ chiều họp rồi, 4 rưỡi đang ngồi chờ ăn KFC. Nó là bình thường. Tôi nhắc lại, tôi nói là anh chị bảo là anh chị nói phép.
tí nữa thôi, 11 giờ anh chị cầm tiền HSBC trên tài khoản, tôi chẳng biết là chỗ nào chị gửi ra, có đúng tên không? Indochina. Đúng không ạ? À, Indochina đúng không ạ? Yeah. Và xin thưa chị, tôi khẳng định luôn, nếu mà anh chị phát hiện trên có một chữ tí, anh chị quay lại, anh chị đòi tiền, tôi trả cho chị đúng số tiền chị đã gửi cho HSBC nào. Thật. Không có. Tôi bảo với chủ tịch bên tôi, anh ơi, cứ tờ giấy này, em thấy là tờ giấy A4 bình thường. Mà anh ơi, cái mực in nó cũng là mực in bình thường. Mà anh ơi, cái phông chữ này cũng là phông chữ bình thường. Hay là anh em mình hình chế cái bảng y hề như vậy, sau tí thì anh em mình ra đòi tiền đi, có 100 tỷ đấy. Chủ tịch Tây bảo là Dũng ơi, thế tao phải chuẩn bị sẵn hai chỗ trong tù luôn, ngồi luôn đấy nhá. Cầm tờ giấy nó ra khỏi ngân hàng, vo viên, ném vào sọt rác luôn. Hôm sau quay lại, em cho anh lấy tiền. Dạ, tên anh gì? Hoàng Trung Dũng. Mà anh chờ kia 100 tỷ sẽ về với em. Báo cáo anh các chị, chúng ta bây giờ làm ăn thế chết không? Vì sao? Xăng ra nhiều người, nhân viên nó mới ỉ lại. Nó bảo, ôi giời, làm này thôi, tí là chị kia, chị xót lại. Chị kia lại bảo, ôi ơi, bình thường, cái thằng kia nó còn xót tiếp. Thằng kia xót lại, ôi giời, yên tâm, mới lên thằng kia còn chốt cuối cùng. Xin thưa anh các chị, nhiều thằng ký lắm. Một công văn, một thằng ký tật, 12 chữ ký ruồi vô xung quanh. Ông ve bánh dắt cả lên thì cuối cùng ký nó sai như thường, bán đất vẫn bán đất công sản như thường. Báo cáo anh các chị, những chuyện này là những chuyện mà chúng ta phải hiểu vì sao ra cái lỗi đấy. Làm gì chúng ta? Thế bây giờ, để tránh cái tình trạng ông chị không tin nhân viên, ông chị ô vào bài này, ô hết, cái gì cũng đưa đây cho bố mình ký. Vậy câu chuyện thứ hai như sau, tôi nói ra chị thấy là chị đã hổ chỗ nào nhá, câu chuyện thứ hai như sau. Khi tôi lên làm giám đốc nhân sự tại ngân hàng thôi, việc đầu tiên tôi làm, tôi hỏi chị tiền nhiệm của tôi lại, tôi hỏi chị một câu, thưa chị, quản lý nhân sự ở ngân hàng này có bận lắm không? Chị bảo, ôi anh Dũng ơi, bận rộn vô cùng, anh có biết không, một ngày tôi tham gia 8 cuộc họp lớn nhỏ, một ngày tôi cho ý kiến chỉ đạo bao nhiêu vấn đề, và đặc biệt rằng một ngày tôi phải đọc, xem xét và ký vào hơn 100 văn bản giấy tờ. Đây là công ty nào? Thế Giới Di Động. Quá gần gũi Đà Nẵng đúng không ạ? Một ngày tôi đi làm, một dàn các em này đứng ở bên đường, ăn mặc rất hở hang. Trước ngực có một câu, hãy đến với em. Sau lưng có câu, theo em đi em tặng quà. Mình điện dí điện thoại đi tập vào ngực em ấy chụp, nhưng thấy không tiện, vòng ra sau chụp cả mông lên áo bấm. Đây là Thế Giới Di Động. Tôi mang tấm ảnh này lên, tôi gặp lãnh đạo Thế Giới Di Động, tôi chơi vay như thế. Tôi bảo này, bên ông có thành công như ngày hôm nay là nhờ công ai? À, do công anh Nguyễn Đức Tài, chủ tịch, tài năng và giỏi giang, đều bảo tốt. Ngoài anh Tài còn công ai? À, còn các cổ đông khác đã kề vai sát cánh nhiều năm qua, mình bảo tốt. Còn công ai? À, do các sở ban ngành, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, mình bảo tốt. Còn công ai? À, còn do may mắn nữa. Còn công ai nữa không? Ừ, hết rồi. Mình bảo nhầm. Anh quên nhắc đến những em gái này. Cái bọn tài năng kia, tại sao không ra đường ăn mặc sexy thế này, bán từng cây điện thoại di động, đứng ngoài đường cho khách hàng trèo kéo, mà lại phải nhờ đội ngũ này đứng ở ngoài đường. Nếu một ngày lạc rời, các anh không còn đội ngũ này nữa, thì dù anh Tài của anh tài năng đến mấy, dù sở ban ngành hỗ trợ đến mấy, thì các anh cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Vì vậy tôi muốn nói anh một điều rằng, hãy nhớ cho tôi, nhân sự là yếu tố quan trọng bậc nhất, là cầu nối đem lại thành công của bất kỳ một tổ chức nào. Xin thưa anh các chị, tại sao nhân sự lại quan trọng? Nhân sự quan trọng là thế này. Năm 1993, Peter Drucker, một cuốn có vĩ đại nhất thế kỷ 20, ông ta nói như sau: nhân sự là nguồn tài nguyên có ý nghĩa nhất ngày nay. Nếu như thế kỷ 17, công ty nào sở hữu có vùng mỏ quan trọng sẽ là bá chủ thế giới. Thế kỷ 18, công ty nào sở hữu đầu máy hơi nước sẽ là bá chủ thế giới. Thế kỷ 19, công ty nào có được các cái phương tiện sản xuất hiện đại thay thế con người sẽ là bá chủ thế giới. Thế kỷ 20, công ty nào có thông tin và các mối quan hệ sẽ là bá chủ thế giới. Đấy chính là việc bán đất công sản đấy. Và thế kỷ 21, công ty nào có nhân sự có trình độ cao sẽ là bá chủ thế giới. Anh thì vào danh sách Forbes 500 sẽ thấy tất cả công ty đứng đầu các sẽ hiện nay như Google, như Facebook, nếu nó thật định giá đó, nó không có cái gì hết, vì nó làm gì mấy, không có thiết bị gì mấy đâu ạ. Vấn đề nó là trí tuệ, nó là vấn đề là con người. Và con người có điều đó vì con người có giá trị hiếm, không thể bắt chước và không thể thay thế. Anh chỉ sở hữu một lô đất rất đẹp, lô đất này có thể thay thế bằng một lô đất khác. Anh chỉ có một mỏ kim cương rất quý, kim cương có thể là kim cương nhân tạo,
nhưng anh chị có đội ngũ nhân sự tuyệt vời, xin thưa các chị, không ai có thể có được dù họ cũng muốn cố gắng đến đâu. Nên anh chị muốn và anh chị cần phải sở hữu được một cái nhân sự hay là một cái nguồn lực, mà đây mới là yếu tố then chốt để thành công của thế kỷ 21 này, sẽ phải qua đi giai đoạn làm ăn chộp giật bằng những cái mình biến đất tự nhiên có được. Rất nhiều tập đoàn hiện nay giàu có là do lợi thế về địa tô, lợi thế về quan hệ, chứ bản chất là họ không có thật sự thực lực để dẫn dắt công ty. Vậy thì báo cáo chị ở đây nói có một câu chuyện là sinh ra khái niệm này rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao tại đây. Anh chị bảo tặng đâu được, tôi được những cán bộ nhân viên đấy, không bao giờ làm được điều đó nếu anh chị không hiểu dịch vụ nhân viên là gì. Tôi và các công ty tôi đều hỏi một câu như sau: ở đây các anh chị có dịch vụ khách hàng không? Có chứ, bọn em làm kinh doanh mà không dịch vụ khách hàng thì chết cả thầy. Bọn em có cả phó tổng của dịch vụ khách hàng, em có phòng dịch vụ khách hàng, ôi trời ơi, bọn em phải đánh giá cao vì em dịch vụ khách hàng rất tốt. Câu hỏi số 2: thế anh chị có dịch vụ nhân viên không? Dịch vụ nhân viên là gì hả thầy? Tại sao chúng ta được hưởng lương rồi là nhân viên mà tại sao lại còn dịch vụ, em không hiểu. Thế thì đây, định nghĩa đây thôi anh chị. Dịch vụ nhân viên là nỗ lực của tổ chức chúng ta nhằm đáp ứng tất cả những gì mà nhân viên nghĩ rằng cần phải có dành cho họ từ khi họ bắt đầu làm việc tại công ty chúng ta, trong khi họ đã rời bỏ chúng ta ra. Có hai điểm chúng ta cần lưu ý: một là từ nỗ lực, và hai là tất cả những gì mà nhân viên nghĩ chứ không phải là chúng ta nghĩ. Để làm một dịch vụ khách hàng, mỗi một năm chúng ta đều làm các cuộc khảo sát khách hàng, xem khách hàng muốn và nghĩ gì để chúng ta nỗ lực đáp ứng. Vậy anh chị đã bao giờ làm cuộc khảo sát nghiêm túc thật sự nhân viên chúng ta đang nghĩ gì và muốn gì để anh chị nỗ lực đáp ứng hay không? Đấy mới là vấn đề. Có nhân viên thì nghĩ rằng họ cần công việc nhà để lương cao. Có nhân viên lại đòi hỏi rằng công việc họ phải linh hoạt và hòa đồng, lãnh đạo phải linh hoạt và hòa đồng. Có nhân viên đòi hỏi rằng đồng nghiệp phải hiểu biết và chia sẻ. Công ty chúng ta chỉ cần thiếu một trong điều đó mà không nỗ lực đáp ứng lại thì công ty chúng ta sẽ không có dịch vụ nhân viên. Và không có dịch vụ nhân viên thì công ty chúng ta chắc chắn sẽ phá sản. Vậy vì sao tôi cần đội ngũ nhân viên mà cần gọi như là gắn bó? Thì xin thưa anh chị, mong chị, thứ lỗi anh chị nhìn trên bảng tử cho tôi xem. Nhân viên của chúng ta bản chất là gồm 4 loại trên bảng đây. Đây là cái gọi là tốt, đây là không tốt, đây là không gắn bó, và đây là gắn bó hay là ổn định. Vậy nhân viên chúng ta sẽ thuộc 4 loại. Ô số 1, nhân viên không tốt và không ổn định. Tức là nhân viên không tốt vào công ty một thời gian sau nó cũng nghỉ việc hoặc mình cũng đuổi nó. Bọn này gọi là nhân viên không tốt và không ổn định. Xin thưa anh chị, bọn này chỉ đóng góp cho công ty tối đa 5% hiệu suất hiệu quả. Nhóm số 2 là nhân viên tốt nhưng mà lại không gắn bó, không ổn định. Tức là nó là những người rất tài năng nhưng vào công ty làm được 2 ngày nó chán, lương thấp quá hoặc mình đối xử tệ bại nó đi qua. Bọn này gọi là bọn tốt nhưng mà không ổn định. Bọn này đóng góp tối đa 10% hiệu quả cho công ty chúng ta. Bọn số 3 thật tuyệt vời. Bọn này là bọn không tốt nhưng lại gắn bó ổn định. Bọn này nếu thật sự đóng góp cho công ty 15% là tối đa. Vậy bọn số 4 tốt và ổn định 70-65% là đúng. Vậy báo cáo anh chị, đây cũng là những lý thuyết có thể tạm gọi là tí mà trao đổi nhiều, đây còn những lý thuyết cuối cùng tôi chia sẻ với anh chị rất quan trọng. Công ty chúng ta hiện nay đông người nhưng chủ yếu là bọn không tốt và ổn định. Tôi không cần đội này nhiều vì đóng góp đến 15% mà. Xin thưa anh các chị, vậy tôi cần độ tốt và ổn định. Làm thế nào có còn tốt và ổn định nếu chúng ta không có khái niệm này? Thế báo cáo anh chị, năm vừa rồi tôi sang thăm tập đoàn Bui ở tập đoàn xây dựng lớn nhất thế giới hiện nay. Tập đoàn này chính là tập đoàn vừa ký hợp đồng với tập đoàn TNT của Việt Nam để xây dựng các tuyến đường cao tốc và mở rộng sân vận động hàng đấy ấy, nổi tiếng. Đến tập đoàn này anh chị sẽ choáng váng luôn. Trụ sở của nó là 4 cái, nhưng cái trụ sở tôi vào thăm là một trong 4 cái là nằm tại Versailles của Pháp. Xin thưa anh chị, rộng 36 hectare. 36 hectare bình thường Đà Nẵng có nhiều trụ sở hơn thế thôi. Vấn đề là 36 hectare này chị vào bị choáng luôn. Đây là một công ty về xây dựng hàng đầu thế giới. Ông ta quy định cho người thiết kế cái tòa nhà này như sau: nhân viên của tao làm việc vất vả mỗi ngày, họ cần ra ngoài để hít thở không khí trong lành để tái tạo sức lao động.
Vì vậy mày thiết kế tòa nào kiểu nào mày thiết kế từ bất kỳ một chỗ ngồi nào của nhân viên để bước ra ngoài ánh sáng mặt trời trực tiếp được, không được vượt quá 8 mét. Tức là ví dụ mình đang ngồi đây là mình không đạt yêu cầu đấy. Mình nhìn đến cửa sổ đây rồi đến 8 mét rồi nhưng vấn đề không bước ra ngoài hưởng ánh mặt trời trực tiếp được. Vì vậy mày thiết kế kiểu gì thiết kế bất kỳ chỗ nào ra bên ngoài không được vượt quá 8 mét. Thứ hai, trong cả công ty 36 hectare rộng lớn như vậy nhưng tuyệt đối không được thiết kế tồn tại bất kỳ một cái bậc nào, dù chỉ là cái bậc cửa cũng không được tồn tại. Không bậc lắm nào như thế này, không bậc này, không có bậc. Vì sao lại như vậy? Biểu tả như sau. Nhân viên người ta cầm cái tờ thiết kế là tờ A0 to trên tay ấy. Nó đi thế này, nó vướng bậc, nó ngã dập mặt gãy răng. Vì vậy mày không được thiết kế công ty tồn tại bất kỳ cái bậc nào. Trong công ty có nhà nguyện tất cả các loại tôn giáo, để mày vào đấy mày thích làm tôn giáo mày à. Mày sẽ có vườn trẻ trông trẻ con, mày có phòng khám bệnh, mày có cô giáo nuôi dạy, mày có cả nhà dưỡng lão cho bố mẹ và kể cả nghĩa trang để chôn bố mẹ cho nó luôn. Nhưng đây mới là điều quan trọng, khuyến khích nhân viên nghỉ việc riêng càng nhiều càng tốt. Về sau là Facebook có họp một thời gian yêu cầu. Vì sao? Nó bảo đi xong nhá, người ta đi làm là để về nuôi sống gia đình. Thế bây giờ gia đình người ta có việc riêng, người ta còn tâm trí đi làm nữa hay không? Vì vậy là bây giờ giả sử ngày hôm nay con tôi bị ốm, ngày hôm nay là mẹ tôi lên chơi, ngày hôm nay là chú tôi bị mất, vậy mà tôi vẫn cứ phải ngồi làm đây, nghe răng ra có vẻ tôi vẫn đang phấn khởi để làm việc, điều đó đều không thể. Và vì vậy nó khuyến khích nghỉ việc riêng càng nhiều càng tốt. Kể cả là vợ chồng em vừa qua mà tình cảm không mặn nồng, em muốn vào Đà Nẵng sơn trà để thay không khí tí năm ngày, em cứ việc thoải mái, khi nào về phấn khởi rồi hãy bắt đầu làm việc. Nhưng điều kỳ lạ là từ ngày cho nhân viên nghỉ càng nhiều càng tốt thì nhân viên lại nghỉ việc càng ít trên thực tế. Vì sao ạ? Nó bảo ông chủ đối xử mình tốt thế, làm sao mình tận dụng lòng tốt của ông chủ? Hơn nữa là thật sự mình đã giải quyết xong việc tuần mình đi làm nữa, ai muốn ngồi chơi mai tôi xin lỗi, để cả đàn anh thế cho tôi ngồi đây một tuần, tôi phát rồ lên chứ tôi không phải là tôi bình thường. Thế vì vậy tao nghĩ tiếp cái này này, cái công ty tốt như thế mà mình cứ nghỉ mà công việc nó sao tao hoàn thành được tiến độ rồi. Thế bây giờ mà cứ nghỉ nhiều như vậy, ai làm mà không làm được thì công ty nó thay một người khác, thì tự nhiên mình mất đi một môi trường làm việc tuyệt vời đúng không ạ? Vì vậy càng cho nghỉ thì nó lại càng không nghỉ. Còn mình đây thì không cho nghỉ nó lại càng nghỉ. Hơn nữa nhiều khi điểm danh lại trong tháng bà nội nó chết tổng cộng 5 lần, nó cứ bảo bà nội đang chết. Nên tại sao bà nội chết nhiều thế? Từ khi nó có việc khác, chẳng nhẽ là bảo em muốn ở nhà thay đổi không khí đi vợ à? Thì nó phải bảo là anh ơi bà nội đang chết. Bảo bà nội mình chết rồi, cơ bà nó bảo không, đấy là bà cả, đây là bà nội hại. Thế thì ăn gì? Nhưng bởi vì nó phải nghỉ. Báo cáo anh chị nó khổ vô cùng luôn. Vì vậy báo cáo anh chị tôi đã là cái tư duy quản trị trên thế giới thay đổi rồi, nhưng mình phải áp dụng cơ chế cũ. Vậy thì ở đây báo cáo anh chị, cái chuyện này nữa thôi là kết thúc. Chuyện này nữa mới kết thúc được. Thế bây giờ tại sao chúng ta lại không làm những việc đấy? Vì cái tư duy chúng ta không mở ra là vì thế này. Tôi định giảng bao giờ tôi phải đợi cái lúc mà tư duy anh chị mở nhất thì bắt đầu mới đưa được lý thuyết quan trọng vào dịch vụ của mình. Thế báo cáo chị như sau. Công ty nước ngoài làm được vì nó coi rằng đây là một sự đầu tư khả năng sinh lời trong tương lai. Còn Việt Nam không làm và không muốn làm vì anh chị nghĩ rằng đấy là một loại chi phí, là một sự mất mát. Vậy là chi phí hay đầu tư, tôi sẽ kể cho chị anh chị câu chuyện nổi tiếng thế này. Một hôm tôi đi qua một ngân hàng, các bạn tôi làm tổng giám đốc. Xin thưa anh các chị là ngoài cửa ngân hàng treo tấm biển rất to: nhân kỷ niệm 15 năm thành lập ngân hàng, chúng tôi có món quà để tri ân khách hàng. Mỗi khách hàng đến đây vay từ 100 triệu trở lên hoặc gửi từ 10 triệu trở lên sẽ nhận được rất nhiều phần quà có giá trị. Trong đó nếu bốc thăm trúng thưởng may mắn sẽ được một trong hai cái Mercedes, một cái trị giá 3 tỷ đồng đang buộc nơ đỏ để ngoài cửa. Tôi thấy hai con mèo nghe 300 buộc nơ đỏ để rất đẹp ở ngoài cửa. Hôm tôi đang dỗi việc không được gì làm không? Tôi đi lên gặp anh tổng đốc, tôi hỏi anh một câu: anh, dạo này anh làm ăn thế nào? Anh bảo chán lắm Dũng ạ, mày thấy đầu gặp hoảng hết rồi. Mà mày nói thật với mày, những làm ngân hàng bây giờ khó lắm. Khách cũ thì toàn bỏ đi, khách mới thì không thấy đâu. Áp lực kinh doanh nặng nề, không biết tao có trụ nổi quá một nhiệm kỳ hay không. Mình nói anh thì bảo nhân viên nó chịu khó, nó làm việc thì nó bảo khổ lắm Dũng ơi, nhân viên tao nó cũng không có cách nào khác cả. Vì vậy tao đang chuẩn bị từ chức chết rồi. Mình phải thay nó có động thái gì chưa? Anh bảo động thái thì mày xem như này. Tao đi làm hội đồng quản trị, tao trình bày hội đồng quản trị, hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư cho tao 10 tỷ đồng để tao mua quà cho khách hàng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật ngân hàng. Trong đó có hai cái mẹt mất 6 tỷ của tao để ở ngoài cửa đấy. Tao hy vọng khách hàng sẽ đến đây bốc thăm trúng thưởng rồi tiếp tục ủng hộ ngân hàng tao qua giai đoạn gian khó này.
mày thấy tao làm thế có được không? Mình anh làm thế rất được. Em chỉ hỏi anh thêm câu nữa thôi. Hai cái ô tô dành cho khách hàng em đã nhìn thấy ngoài cửa. Vậy hai cái ô tô dành cho nhân viên anh đang để ở đâu? Mày tự nhiên ra đây mua quà cho nhân viên lại còn ngu mẹ. Tao là tổng giám đốc đây này, tao còn chưa có mẹ để đi, đang đi xe Camry 2.4 mẹ đòi mãi chưa mua cho xe mới này. Mình và anh nói câu vừa rồi rất hay. Tổng giám đốc không có mẹ để đi thì nhân viên không có mẹ để đi. Vậy vì sao cả tổng giám đốc và nhân viên không mẹ để đi mà tự nhiên khách hàng được mua hai cái mẹ để đi? Anh bảo Dũng này, chỗ này thật sự mày có vấn đề thần kinh không đấy? Khách hàng là người đem về doanh thu và lợi nhuận nên tao hỏi mày không chiều khách hàng chiều ai? Mẹ bỏ ô tô ra để nó mới về với chúng ta chứ. Mình bảo thưa anh nói điều anh tạo ra vài câu nữa. Thế ai là người thay mặt anh đến gặp khách hàng thò tay vào túi lấy tiền túi khách hàng từ túi mình? Ai là người nghe khách hàng chửi ở ngoài kia? Ai là người đang hàng ngày xử lý bao nhiêu sự vụ liên quan khách hàng? Anh nghĩ rằng anh đặt hai ô tô ngoài kia tự nhiên khách hàng nó về với anh á? Xin lỗi anh đi, khách hàng chỉ là kết quả cuối cùng của cả một chuỗi cố gắng từ anh xuống nhân viên của anh. Vậy vì sao anh không tăng cường cho cái chuỗi dây đó mà anh chỉ tăng cường cho điểm cuối của vấn đề? Anh bảo Dũng à, mày nói có lý nhưng không phải tao không nghĩ đến nhân viên của mình thế này. Tao đã lên gặp hội đồng quản trị, tao đề xuất hội đồng quản trị là cho tao một số tiền để tao mua quà cho nhân viên nhân dịp kỷ niệm ngân hàng. Nhưng mà chủ tịch hội đồng quản trị nghe con mẹ kế toán trưởng bảo là trong thời kỳ khó khăn này phải tiết giảm chi phí để tăng đầu tư cho các hoạt động khác, vì vậy kế toán trưởng không đồng ý, mày hiểu chưa? Mày bảo ok, gọi kế toán trưởng lên. Kế toán trưởng lên trông mặt rất nguy hiểm, thường kế toán trưởng trông mặt nguy hiểm. Bà nhìn tôi, bà bảo chứ, à chào anh Dũng, anh dạo này làm ăn thế nào, sao lại dỗi thế? Mình bảo bà cho tôi hỏi một câu này. Vì sao bà đồng ý cho hội đồng quản trị chi ra 10 tỷ đồng mua quà cho khách hàng mà tổng giám đốc xin 10 tỷ mua quà cho nhân viên, bà lại từ chối và giải thích cho tôi này? Tôi anh Dũng này, anh đang tiến là tiến sĩ, mày có vẻ giúp thì môn kế toán nhỉ? Anh không phân biệt được đâu là chi phí, đâu là đầu tư à? Tôi bảo thưa chị, ngày xưa tôi học giỏi tất cả các môn trừ một môn là môn kế toán. Đến giờ tôi không hiểu thế nào là tài khoản có tài khoản nợ không? Tiền đi huy động của dân về cầm trong tay này còn cả tài khoản nợ, tiền từ thằng kia vay và tài khoản có, đến giờ tôi mới biết quản sai. Nhưng với tư cách là một thằng không biết gì về kế toán, chị nghe tôi định nghĩa lại thế nào là chi phí, thế nào là đầu tư nhé. Cái gì người ta chi ra mà cảm thấy phí thì gọi là chi phí, cái gì chi ra mà thấy hợp lý thì gọi là đầu tư. Buổi sáng ngày hôm nay chị đến đây, nếu chị thấy có gì được cho mình thì chị bảo em là đầu tư một buổi sáng nghe thầy Dũng học. Còn anh chị thấy phí anh chị bảo giờ mẹ phí một buổi sáng đẹp rồi ra ngoài kia cũng trà đá mày ngon hơn không? Vậy tóm lại nó là cái buổi đó của tôi, anh chị ghi nó làm cái gì trong tờ, anh chị nó là việc của anh chị. Thưa chị kế toán trưởng, 6 tỷ chị chia ra cho khách hàng, chị gọi đấy là đầu tư, tôi cũng chẳng phản đối. Nhưng mà tại sao 6 tỷ chị chia nhân viên chị lại gọi đấy là chi phí? Vớ vẩn nó vừa rồi chị. Bà bảo anh nói gì nói, anh cũng không hiểu bản chất vấn đề mà bản chất là thế này. Vợ tôi ở nhà đi làm được 10 triệu một tháng, không bao giờ mang tiền cho tôi không. Hôm đó tôi điên lên, tôi mới gọi về, tôi hỏi này, anh bây giờ đi dạy khàn cổ học, vẫn không đủ tiền để đầu tư cho con cái học hành, nhà cửa nó sụp đến nơi rồi, không có gì chắc vá lại. Em đi làm được 10 triệu, em mang tiền về đây phụ cho anh có được không? Vợ yêu. Vợ tôi bảo rằng em hoàn toàn thấu cảm với anh, nhưng em xin phép tháng này không cầm tiền về được, bởi vì em chốt đặt mua 5 thỏi son, mỗi thỏi son 2 triệu rồi anh Dũng ơi. Mình bảo trời ơi, em đẹp như hoa hậu thế, em còn son phấn làm gì, mà em ơi son phấn em đầy ra góc nhà, em lãng phí đấy, em mang tiền về cho anh đầu tư cho con học tập có được không? Vợ tôi bảo dạ thưa anh đừng gọi đấy là sự lãng phí, mà đấy là đầu tư cho nhan sắc để giữ chồng trong tương lai. Chết tôi rồi. Thưa chị, đấy là chi phí đầu tư đấy. Tất nhiên với chị là đầu tư, nhưng với tôi nó là chi phí. Tất cả hai đấy là chi phí đầu tư anh. Ông này bị thuần hóa lâu quá rồi. Học lại từ đầu. Đấy là chi phí. Giời ơi, anh chị ơi, học cái này thì chết. Nó còn nói câu này với hàm nghĩa này. Đầu tư cho nhan sắc để giữ chồng trong tương lai. Tôi bảo này, thắng là tao, thằng khác á. Để tao còn biết là chồng trong tương lai là tao hay là thằng nào trong tương lai á. Thế mới chết chứ. Vì vậy, thưa chủ tịch của em, 6 tỷ đồng mua 2 cái ô tô anh đã có, thì anh cần đấu tranh bằng được thêm 6 tỷ mua 2 ô tô nữa cho nhân viên. Nếu anh chỉ có 2 cái, anh mua 1 cái cho nhân viên và 1 cái cho khách hàng,
Còn nếu anh chỉ có một cái đó phải là của nhân viên, không phải của khách hàng. Sinh nhật khách hàng nó có mời anh đến ăn bữa nào không? Mà tại sao sinh nhật anh lại đi mua ô tô tặng nó? Anh thì bảo thóc đâu đãi gà rừng á. Ai là gà rừng ạ? Khách hàng là gà rừng, nhân viên là gà nhà, cần vỗ béo, xin thưa các anh. Vỗ béo còn kịp chứ, gà rừng nó ăn nó chạy mất mà. Đừng bao giờ hy vọng mua sự trung thủy của khách hàng. Tôi là khách hàng hạng kim cương của Vietnam Airlines này, chỉ cần bamboo treo biệt của ông Quyết ra, hoặc là chỉ cần FLC bảo đứa nhân viên mặc quần ngắn hơn là tôi sang bay của nó luôn. Tôi không bay Vietnam Airlines đâu, mặc dù tôi là FL, tôi là khách hàng bạch kim này. Đừng bao giờ mua sự trung thành của khách hàng. Thơ. Vậy anh chị tưởng tượng rằng nhé, cái ngày xưa tại ngân hàng Nam Hai của tôi nói với tổng thống này, anh có nhớ ngày xưa tại Nam Hai không? Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập ngân hàng, chúng tôi mua 20 cái BMW Serie 3, mỗi cái 2 tỷ đồng để ngoài cửa các chi nhánh lớn Đà Nẵng cũng có này, để hy vọng khách hàng sẽ bốc thăm. Vào một tháng khách hàng đến bốc hết tôi 20 cái ô tô, doanh số có lên không? Lên trong tháng đấy. Nhưng tháng sau nó lại rút tiền ra để nó gửi ngân hàng khác, nó bốc cái khác chứ. Nhân viên tôi cứ níu lại tôi, cô ơi cô ở lại với cháu đi, mà không bỏ tay ra tao đi. Xin thưa các chị, tặng xe nó đã ổn đâu. Tôi viết một bài thuyết minh, tôi bảo các anh ơi, các anh cố gắng nói cho mấy câu thật hay để các bạn quay clip đưa lên trên mạng. Nó bảo chứ gơm bảy trò bốc được cái xe đủ thứ thuế kèm theo, nói gì thôi mày thích nói gì nói, tao chỉ đớt đớt mồm thôi, mày ghi lồng đứa đằng sau. Kết quả không thay đổi. Trong khi đó xin thưa anh chị, nhân viên tôi hàng ngày đi làm qua cơ quan chứ. Anh cũng là cái xe tôi đẹp đấy, bao giờ em có cắn đi. Mình bảo mày cứ làm việc đi, đến đời chắc mày đến tập chắc tao nhé. Còn mình bỏ bay ra, đi xe của khách hàng nhé. Anh hãy tưởng tượng rằng, ngày hôm đó, nhân viên đang bị phật phờ thế này. Lãnh đạo đi ra bảo, thằng kia, mày dừng lại. Mày biết mày là ai không? Mày là người thứ 1000 đi qua cái xe này, từ ngày tao đặt cái xe này ở đây. Vì vậy mày hôm nay, mày còn may mắn hơn việc tốt. Mày đã trúng cái xe này, từ hôm nay cái xe này nó là của mày. Thằng này ngã ngay tại chỗ. Hôm sau về quận Liên Triều lấy cả họ ra làm việc miễn phí cho ngân hàng thì 4 tháng xin thưa các anh chị. Ông thật đấy, có khi tên ngân hàng người được đưa vào ra phải là nó luôn đấy. Nhưng chúng ta không làm thế. Tôi nhắc lại, chúng ta không làm thế. Câu chuyện số 2. Tôi nhắc lại, bài chia sẻ bài giảng của tôi nó chỉ là câu chuyện. Thay đổi toàn bộ quan điểm anh chị luôn. Câu số 2 nhá. Nắm tôi làm giám đốc kinh doanh. Kết quả kinh doanh rất tệ. Tệ cực. Tôi sắp mất chức. Chủ tịch gọi tôi lên. Dũng, mày làm ăn kiểu gì đấy? Năm hết Tết đến rồi mà không hoàn thành kêu kinh doanh, mày định kiểu gì? Mày bảo dạng thưa anh, em cố hết sức rồi. Nhân viên em cố hết sức rồi. Mệt mỏi lắm rồi, không làm được. Anh cho em mất chức, em cũng chịu thôi. Ông bảo mày là lãnh đạo, mày phải nghĩ cái gì đi chứ. Thế còn hỏi mày bây giờ là mày có bao nhiêu khách hàng? Mày bảo dạng thưa anh, em mới có mỗi 10.000 khách hàng thôi anh. Lúc anh quay quẩn quẩn, chẳng tiếp được thằng nào. Ông bảo thế bây giờ Tết đến mày định thế nào? Mình bảo dạng thưa anh, Tết thì cần có tiền, em không có tiền cũng chẳng làm được cái gì. Ông bảo thôi được rồi, bây giờ thế này nhá, tao đầu tư cho mày 10 tỷ, lấy được tiền là đầu tư cho hoạt động marketing của bán này. Mày mua cho tao 10.000 phần quà đi tặng khách hàng cho tao, 10.000 phần quà 10 tỷ, nhưng mà phần quà là 10 triệu, một phần quà 10 triệu gồm những thứ như sau. Alo, một bộ ấm chén Minh Long in hình logo của Me Tham Anh, một cái mũ bảo hiểm, một cái áo mưa nhập Hàn Quốc dán logo của Me Tham Anh, một chai rượu Chivas 12 mua hàng miễn thuế rẩm dán tem của Me Tham Anh, một cái blog lịch in hình gái đẹp của Me Tham Anh, một khoanh giò ước lễ đặt ở Thường Tín Hà Tây gói giấy đỏ đúng màu của Me Tham Anh, mặt mặt tặng khách hàng cho tao. Tôi đi gặp khách hàng đầu tiên là ai? Mobifone. Hôm nay ai làm Mobifone? Không làm thì dám nói xấu, à anh làm tôi vẫn nói xấu. Hẹn gặp lãnh đạo Mobifone từ 9 giờ đến 10 rưỡi, có ai gặp tôi đâu. Cứ nhắn tin ra, Dũng ơi đợi anh tí, anh đang tiếp khách. Đến 11 giờ, cử nhân viên ra gặp tôi, bảo tôi này chứ. Anh Dũng này, xe đạp hôm nay rất bận, gần Tết rồi cho nên cũng nhiều việc, vì vậy không tiện gặp anh. Mà nói thật với anh chứ lãi suất bên anh cao thế, bọn em cũng chả dám vay, chả dám gửi cái gì. Thôi thì năm nay có gì mới thì anh cứ bảo sếp em xem xét xong. Mà cứ anh lại còn mang quà cho sếp em à. Em cảm ơn nhé, em nhận thay cho sếp. Nhưng được thôi để em xem quà gồm cái gì nào. Ui dồi ôi,
bộ ấm chén đẹp thế này tự nhiên dán logo của Me Thăng Anh vào, sếp em không dùng đâu, vì bên em phải dùng ấm chén của Mobifone chứ. Mà này, sếp em đang đi xe Mercedes, bây giờ tặng mũ bảo hiểm với xe máy thì hóa ra rủ sếp em đi làm Uber, mẹ xuống đời à, ấy anh mang về cho em nhờ. Hơn nữa là sếp em không uống chi mắc 12, sếp em toàn uống mắc lần 30 thôi, uống 12 nó gắt không uống được. Ngoài ra sếp em ăn chay trường, không ăn giò bao giờ, hơn nữa giò màu đỏ, ăn trong cái thịt sống, bố ai dám ăn. Hơn nữa Mobifone á, lên kinh ra gái còn đẹp hơn bên anh, sếp em còn chưa treo, nữa là gái bên anh chân vừa ngắn vừa to. Thôi mời anh mang về cho, lần sau mang cái gì khác đến cho nó dễ chia chứ cái này khó lắm. Tiễn khách. Xin người các chị tôi đi ra bên ngoài mà lấy thằng mà thấy lòng tức chóc tổ thương. Đứa nhân viên tôi nước mắt lưng tròn, nó bảo anh Dũng này, anh thấy chưa? Nhân viên, bọn em đi gặp khách hàng khó lắm anh. Hôm nay anh là phó tổng, anh đi gặp mà người ta còn đuổi về như vậy. Mà hôm nay anh mang quà đến biếu người ta còn không thèm. Bọn khi em đi chân tay không ra còn khổ thế nào. Vì vậy về mà bị sếp chửi nữa, em chỉ muốn chết thôi anh Dũng ơi. Nhưng em buồn thêm là vì thế này. Hôm nay 23 âm lịch rồi, khách thì người ta nhận quà không hết. Em thì chưa bao giờ có được phần quà đẹp như thế này. Mọi năm đến ngày 30 anh cho em phần quà toàn là quà hết đã. 300.000 một tổ em mang về, tắp hương bàn thờ các cụ còn không thèm ăn, cả tắp hương các cụ càng của bám cho, làm ăn càng lụi bại. Mà anh ơi, năm nay anh trả lương thưởng tháng 12, 13 trả sớm một tí nhá. Mọi khi em về quê rồi, tiền thế báo vào tài khoản đen đen. Lúc đấy tìm cây ATM ở đâu giữa đêm 30 mà rút tiền hả anh? Vì vậy đôi khi đặt cả thẻ tín dụng lên bàn thờ cho các cụ. Dạ anh ơi, anh xem thế nào giúp em. Tôi nghe xong câu chuyện này tôi buồn. Tôi bảo thế à, thôi được rồi, tao giải quyết cho. Hôm sau tôi về, tôi gọi nhân viên lại, tôi hỏi chúng ta hiện nay còn bao nhiêu phần quà? Nó bảo dạ thưa anh, còn bên 10.000 phần trong kho. Mình phải còn bao nhiêu nhân viên? Nó bảo dạ thưa anh, theo danh sách thì 2.500 nhân viên. Nhưng vừa rồi lương thưởng kém quá, nhân viên bỏ bớt còn có 2.000 nhân viên. Mà nếu theo đà này, sau Tết có khi còn 400 đi làm thôi anh ạ, nhiều chứ chết rồi. Mà tại sao nhân viên lại giảm cái gia tốc, tăng hơn cả giảm gia tốc khách hàng thế này? Thế bây giờ thế này nhá, mở cửa kho ra. Chúng mày vào kho lấy tao mỗi đứa 5 phần quà. Tao có 5 phần, đây là trách nhiệm của tao. Mày mang 5 phần quà về cho đối tượng như sau. Một phần mang cho bố mẹ đẻ chúng mày. Một phần mang cho bố mẹ chồng chúng mày. Một phần mang về cho gia đình chúng mày. Một phần mang về cho hai cô giáo con chúng mày. Nhà nào mới có một đứa thì mang cho một cô. Và một phần mang về cho thằng hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau của mày. Tuyệt đối không mang đối tượng khác. Thiếu thì anh cho thêm. Nhưng sân siêu mỗi tử là 5 cái. Và mày thì có một nhiệm vụ là bé đi bộ lại, đừng cho hội sở chính biết. Ký khống vào danh sách 10.000 khách hàng của chúng ta. Xin thưa anh chị, nên đến ùa vào trong kho như một đàn chim sẻ. Tôi mà không mùa vào, không có năm phần của mình luôn. Xin thưa các chị, ngày hôm sau tôi đang ngồi làm việc, bớt mùa vào, bảo tôi thế này. Anh Dũng ơi, anh tắt em một cái được không? Mình mà tắt em gì? Nó bảo dạ, anh tắt em để em kiểm tra, em tỉnh với em mơ. Mình bảo mẹ mày đang tỉnh, tôi tắt, mình gãy giọng bây giờ. Có vấn đề gì? Nó bảo dạ, thưa anh. Hôm qua em cầm 5 phần quà để ngang ngõ. Trời mưa lâm thâm, em đứng ở đầu ngõ cứ dùng rằng chẳng dám đi, chẳng dám về. Chồng em ra đầu ngõ bế con ra bảo, sao em không vào nhà? Bảo dạ anh ơi, cầm 5 phần quà thế này làm sao lại được vào nhà, em tưởng phải đi khách tiếp chứ. Chồng em bảo hình như là được vào nhà đấy, cứ vào đi em. Em mới dám cầm quà vào. Em đưa một phần cho bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng sững người ngoài cửa và bảo con ơi, sau 4 năm con làm con dâu của mẹ, hôm nay đích thực mẹ mới là mẹ của con. 4 năm vậy hôm nay cũng là phần quà đầu tiên. Mày hơn mảnh những đứa con dâu 4 đàn khác. Mà thôi tao không ăn gì đâu, tao lấy phanh giò được rồi. Rượu cầm mấy cho thằng chồng mày uống, bảo nó uống ít thôi. Hôm nào tỉnh táo sang tao, ra ngân hàng, sang tên nó sổ đỏ với vợ chồng mày đi quần chờ cái gì nữa. Anh thấy đời nó cũng tươi không? Ngày hôm sau, em đặt cái chai, em mang một cái phần quà cho bà mẹ đẻ. Bà chấm nước mắt, bà gọi hàng xóm láng giềng đến bảo các cô ơi, các cô sang chung vui nhà tôi, con lan lên thành phố mà về, nó mang quà về đây này. Các cô ơi, con tôi làm ngân hàng thật đấy. Các cô đừng đồn nó là nó đi lên thành phố làm camera nữa nghe các cô. Bà đã chai rượu chi mắc 12 lên bàn thờ và thật, ông ơi, từ ngày ông mất đi, con nó trưởng thành thật rồi. Ông sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho con nó. Ông về thật, bát hương cháy đùng đùng luôn. Thế mới sợ như gì người các chị. Ngày hôm sau, đứng người ngã tư lên quẩn với Trần Phú. Trời không mưa vẫn mặc áo mưa, tắt đường mất một đoạn. Công an bảo, con nghe thằng anh kia, trời không mưa mà báo mưa làm gì, đứng lùi vào tắt đường của tao.
Em bảo anh gọi ai cơ? Anh gọi mẹ thăm anh cơ? Đúng là gọi em rồi. Lần đầu tiên em ra đường được anh gọi đúng tên. Mọi khi em sang ngân hàng nông nghiệp gửi tiền, nó cho em kéo mưa, anh còn gọi con nông nghiệp tôi. Hôm nay anh gọi mẹ thăm anh đúng em rồi. Anh em đứng tên tin nữa, Đà Nẵng ngày nào tắt đường, kết hệ nào chứ. Xin thưa anh chị, kết quả kinh doanh năm nay còn cắm bộ lên thế này. Chủ tịch gọi tôi lên. Dỗ mày lên đây. Mày thấy tao sáng suốt chưa? Mẹ bỏ đầu tư có khác hay? Hey, bỏ ra 10 tỷ cho khách hàng, tự nhiên được thêm 50 tỷ, mày thấy ok không? Vì vậy năm nay tiếp đà xông tới. Năm nay tao cho mày gấp đôi số tiền là 20 tỷ. Mày mua cho tao phần quà 20 triệu. Nhưng 20 triệu mà mua theo kiểu bình thường thì nó lạc vật, nó khó ra. Mày hỏi khách hàng cần gì, mày mua cho người ta. Tôi để học nhân viên hỏi, nhà chúng mày còn thiếu gì dưới 20 triệu? Cứ bảo anh cân cấp. Đứa thì bảo nhà em thiếu xe máy quay Alpha. Đứa bảo nhà em muốn có tấm tôn để lợp lại cái nhà. Đứa thì bảo em chỉ biết tập gym, 20 triệu bỏ tiền ra mua phiếu gym cho vợ chồng nó giảm giá tập đến 180 buổi chưa hết phiếu cơ mà. Xin thưa anh các chị, năm nay kết quả kinh doanh còn lên thế này. Và xin thưa anh các chị, năm nay thì tôi bị lộ. Đang ngồi làm việc chủ tịch gọi Dũng lên đây, anh bảo tôi lên. Chủ tịch bảo chứ, mày nhận ra ai đây không? Mày bảo dạ em là gì ạ? Anh Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát, khách hàng của em. Anh Long khỏe không anh? Long bảo chứ, khỏe. Mà gớm, được câu hỏi của mày dễ đến mấy năm không gặp. Dạo này sao mày béo thế? Mày phủi phủi cái mồm, mẹ vừa gặp Tết xong lại bảo không gặp, ngồi yên uống nước đây. Lúc xong, ông Long lại bảo chứ, Tuấn ơi, bên mày bộ ấm chén đẹp nhỉ? Còn bộ nào cho tao xin được bộ? Ông Tuấn bảo chứ, ông Long này Tết thằng Dũng vừa tặng ông bộ của mẹ thăm anh xong, bộ đẹp thế, sao ông uống thì uống nước uống cả chén rồi mà sao mày lại xin được? Ông Long cứ gãi cái đầu, không nhớ là mình nhận chén lúc nào nữa. Lúc sau Long bảo chứ, Tuấn ơi, bên mày nào có lịch đẹp sao ông tặng anh, phòng anh trả thì treo, toàn chơi phải bác hồ. Ông Tuấn bảo mẹ cái ông này mẹ giàu chỉ phải xin. Thế ông Tuấn vào phòng lấy tập danh sách khách hàng. Tên này ông Long này, ông xem cái này, thằng Dũng Long bảo được tặng quà ông ký nhận như này. Mà ông Long ơi, tại sao 2 năm, mỗi năm chữ ký ông lại một khác thế này? Người ta chẳng biết người ta đóng góp gì và không đóng góp gì cho công ty đấy. Thế người ta làm gì cái gì ạ? Anh chỉ rất hay nói câu rất hay như sau. Các em phải coi công ty này như công ty của mình. Các em phải làm như là nhà cho gia đình mình. Như khi chia tiền thì nó phải coi như công ty của anh. Đại ý. Tại sao khi chia tiền lại như công ty của anh mà khi em làm em phải làm như công ty của mình? Đấy là điều bất thường xảy ra. Thứ hai, vấn đề ủy quyền và trao quyền tôi nói rồi. Nhưng vẫn phải bằng câu chuyện nữa thì thấy rằng vì sao người lao động chúng ta không được vào việc pháp lý chỗ này. Một hôm tôi dạy Đà Nẵng đi chứ đâu. Xin thưa anh chị, hôm nay tự nhiên này bị uống cà phê, có một chị vô ý chị đổ hết cà phê vào đường áo. Mình thì không về khách sạn thay áo dự phòng được. Vì vậy tôi bảo thôi con đang là sang đường mua luôn cái áo mặc tạm vậy. Đi lang thang lúc tôi nhìn thấy một cửa hàng ghi là gì? Made in Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế, đẳng cấp toàn cầu. Mình bảo ngon rồi, đúng chỗ rồi. Vào đấy thấy con bé nó xinh lắm ấy. Chưa thấy đứa nào xinh như thế ở Đà Nẵng này. Xin thưa anh chị, nó đứng ở ngoài cửa hàng đấy. Cửa hàng vắng hoe chẳng có ai. Nó đang ngồi chơi điện tử. Tôi hỏi em ơi, cửa hàng này có áo sơ mi nào không? Dạ có. Tiếp tục chơi điện tử. Có áo sơ mi màu trắng không? Dạ có. Tiếp tục chơi điện tử. Mình thấy áo sơ mi màu trắng số 40 cho anh mua cái. Dạ số 40 hả anh? Không có. Chơi điện tử. 3941 cũng được. Dạ 3941 cũng không có. Tiếp tục chơi điện tử. Mẹ cửa hàng gì 3941 cũng có. Thôi nhá. Chào em, anh đi đây. Tôi đi một lúc tôi nghĩ chứ. Người mình có phải cái loại dị dạng đến mức độ mà không mang theo bá đạo không nhỉ? Bình thường mà. Mặc dù hơi béo thì cũng hơi con bình thường mà. Tôi quay lại hỏi này. Thế cửa hàng này có những loại áo gì đây? Nó bảo dạ, cửa hàng em chỉ có XLM, XLXS. Mình tao đây phải cho một cái gợi ý sẵn bây giờ. Chứ này... Vừa hỏi là chỉ muốn người bảo không có, bây giờ lại bảo á XLXS có, mày mới biết à? Thế mày bán hàng kiểu thế tao đi mày mất khách này. Nó bảo dạ ông chủ mất khách thì em có mất cái gì đâu ạ. Lương em được 4 triệu một tháng. Một, nghiện chỉ đạo tao khác. Hai, nghiện được xin ý kiến. Và ba nữa, nghiện được ký cả hội họp. Chọn luôn 4 giờ chiều trước khi đi về. Tao quay lại chứ. Thế chúng mày còn gì để ký không? Anh còn về. Nhân viên bảo anh ơi hết cái để ký rồi. Anh cứ về đi. Đi nữa. Thế hôm nay chúng mày không có gì xin ý kiến anh à? Xin ý kiến đi tranh thủ xin đi, anh còn đi Đà Nẵng.
Nó bảo anh ơi không có gì xin ý kiến đâu, anh cứ về đi. Về đến nhà là email lại. Thế thật sự tao sắp lên máy bay bây giờ rồi, chúng mày còn cần xin ý kiến gì nữa không để tao còn có ý kiến qua email. Tức là chúng ta luôn bị rơi vào tình trạng muốn chỉ đạo thằng khác mà không cho thằng khác sáng tạo cái khỉ riêng người ta. Lúc nào cũng thành phố kiến tạo mới thông minh mới sáng tạo sáng cái gì. Đấy, riêng việc ăn cái gì thôi còn không được gọi mà xin đưa các chị. Món chính luôn luôn có câu đợi anh ấy đến để anh ấy gọi. Uống rượu gì thì để anh ấy đến anh ấy quyết. Còn chúng ta cứ uống nước lọc ăn ngô chiên đợi anh đấy là vừa. Môi trường đấy làm cái gì ạ? Báo cáo các chị, vì vậy tôi không bỏ thời gian nữa. Tôi sẽ phép kết thúc phần trình bày. Một môi trường như vậy, tôi đem lại là buổi hôm nay tôi không muốn nói về chi tiết là làm thế nào để một thằng nó thế nào thế kia. Vì trong tóm lại anh chị chưa thay đổi cái môi trường này, cái bối cảnh này, thì thưa anh các chị thay cái gì được. Buồn ở chỗ đấy. Vậy anh chị muốn làm, anh chị về làm ngay thôi. Đào tạo, chia sẻ. Chúng ta toàn bảo đấy là bí mật thông tin. Mẹ lãi bao nhiêu tiền mà bí mật thông tin cái gì. Thì thầy cũng chia sẻ một số ý kiến rất là hay, rất là bổ ích. Nhưng mà trong đầu tôi vẫn có một số lăn tăn muốn nhờ thầy chia sẻ. Có một câu chuyện như thế này, một nhân viên giỏi, cá tính và mạnh mẽ, thì cái điều họ làm cho mình thì đến một lúc nào đó họ sẽ nghĩ đến cái việc một là mở công ty riêng, họ đã chuyển đường đi tiếp bước. Cái thứ hai là họ sẽ đến một công ty đẳng cấp hơn, to hơn và hoành tráng hơn. Vậy câu đó có hỏi đặt ra như thế này, làm sao chúng ta có thể giữ họ trong khi cái chi phí chúng ta bỏ ra nó không bằng với những công ty khác, họ cái mộng của họ là mở một công ty riêng, thì làm sao chúng ta có thể giữ được họ để cùng quan sát cánh của mình, để cùng nhau tiến lên. Và họ xin hết, xin cảm ơn thầy. Cảm ơn anh, rất tuyệt vời, câu hỏi rất hay. Trả lời anh luôn, anh có hai sự lựa chọn. Một là anh phải phát triển công ty của anh, đẳng cấp của anh để thật sự họ nể anh, họ đi theo anh. Còn thứ hai, đó là nếu anh không chứng minh được rằng anh là người xứng đáng để họ đi theo thì anh không bao giờ giữ chân được họ, chắc chắn họ sẽ ra đi. Vì vậy có rất nhiều người hỏi tôi một câu rằng thưa anh Hoàng Trung, tại sao nhân tài không ở lại công ty em mà em không tìm kiếm được nhân tài? Tôi trả lời luôn, tôi nói câu này các anh chị đừng tự ái. Anh chị không bao giờ giữ chân được nhân tài vì bản chất nhân tài chỉ chơi với nhân tài và chỉ đi theo nhân tài. Anh không là nhân tài, chẳng bao giờ nhân tài đi theo. Thật đấy. Bây giờ thế này, tôi nhắc lại anh chị một điều. Là người ta đi theo, tôi nói lại ban đầu là con người ta chỉ có 3 thứ người ta thích đi theo. Làm việc gì mà người ta có tiền thì chỗ làm công ty chúng ta thua công ty nước ngoài vì tiền. Đến công ty nào mà người ta có thêm mối quan hệ, hiểu biết thêm, hai cái đấy chúng ta cũng không có cho họ nữa, thì họ đi theo chúng ta vì cái gì? Vậy thì báo cáo anh chị ở đây, tôi nhắc lại lần nữa là thế còn giả sử rằng chúng ta đã cung cấp và cố gắng trước bây giờ mình có được điều đấy, mà cái thằng trai đấy nó vẫn không ở lại với chúng ta mà nó đi, thì tôi lại khẳng định lại thằng đấy cũng không xứng đáng là nhân tài. Nó không nhìn thấy cái tiềm năng mà nó không nhìn thấy, nó chỉ đến lợi trước mắt, thì mình cũng chẳng cần giữ thằng đấy lại. Vậy để báo cáo thì tôi chia sẻ thêm nhé. Khi Apple mới tái công chức và thành lập, chính Steve Jobs là ông ta đi kêu gọi nhân tài khắp nơi về. Ông sang gặp thằng nào, thằng phó tổng phụ trách bán hàng của Pepsi Cola. Ông chỉ nói một câu là tôi không có cái gì, còn anh đang có tất cả mọi thứ, anh đang là phó tổng bán hàng của Pepsi Cola. Anh về với tôi có được không? Chỉ nói chuyện, nhưng mà trong con người của Steve Jobs nó thể hiện ra một người có thần thái là trở thành một lãnh đạo trong tương lai. Và đặc biệt ông ta nói một câu rằng anh đi theo tôi, anh sẽ làm thay đổi thế giới, còn anh ở bên kia, anh tiếp tục là thằng bám nước ngọt có gan hại người. Nhân tài nó nhìn thấy ngay điều đấy, nó bỏ Pepsi Cola để về với Apple, đúng không? Nhưng mà mình lại chưa, các bạn, mình chưa đủ để khả năng thuyết phục người khác. Thế là tôi quay trở lại nói chuyện này ra anh chị, xin lỗi, nó động chạm với anh chị. Tôi đây thôi, tại sao lại tôi bỏ tất cả công ty tôi đang làm để tôi về tôi làm trở thành một mình? Vì tôi bảo nhé, này, thứ nhất về tiền, tôi thấy ông kiếm tiền quá đơn giản, nhưng mà tôi chẳng thấy tài năng ông ở đâu. Trình độ ông không hơn tôi, quan hệ ông không hơn tôi, đạo đức ông không hơn tôi, thái độ đam mê công việc ông không hơn tôi, ông chẳng có quen được hơn tôi, ông chỉ hơn tôi một thứ duy nhất, đó là tiền hiện nay ông đang có, đâu chuột tập bán đất đâu đó được. Thế tôi theo ông để kiếm cái gì ạ? Tôi sẽ ra bên ngoài tôi cạnh tranh với ông, vì tôi tin rằng với tài năng đức độ của tôi sẽ điều khiển hơn ông thay vì đi theo ông. Thật đấy, đây là điều mà chúng ta nói ra hơi vô vã một chút. Điều tôi nhắc lại lần nữa là thay vì chúng ta cố gắng để níu giữ nhân tài thì phải hỏi lại mình có phải là nhân tài không, thì mình nghĩ nhân tài. Vì vậy tôi đang lại tầm cỡ đến Tào Tháo mà không giữ được, đấy gọi là quan luân trường. Đối xử với quan luân trường như thế, tặng một sinh cố nhé,
không bác làm gì cả cái án bây giờ nhé, tặng cả túi bọc dâu, tự trân trọng cả cái dâu của nhân tài. Thế là bảo chú ở đây với anh, đi theo anh, tương lai sáng lạn. Thế là quan văn trưởng thì bảo, anh thì có tương lai sáng lạn thật đấy, nhưng về đẳng cấp thì thật sự anh vẫn thua Lưu Huy. Vì vậy cảm ơn anh, gặp lại anh sau. Và rõ ràng quan văn trưởng đi, nhưng quan văn trưởng đi để rồi mai sau gặp lại, chỉ là để tri ân lại là gì, anh ngày xưa anh không giết em, anh đối xử em tử tế đấy, thì bây giờ gặp anh, em cũng đối xử tử tế với anh hết. Con mình không giữ được ý, chắc chắn rồi. Vậy đó các anh chị, trả lời tiếp, nó sẽ là ý tiếp theo câu chuyện này. Thế bây giờ, tại sao chúng ta lại sợ người khác bỏ công ty ra đi? Tôi nói là gì, thị trường chúng ta đủ rộng, tất cả mọi người dám đứng lên làm chủ cạnh tranh với nhau. Xin thưa các chị, có thêm một ông cạnh tranh với mình cũng chết được, nếu thực sự mình tự tin vào mình. Vì vậy nếu bản chất là anh chị thấy cái người đó có đầy đủ, có tố chất, anh chị cho ta đi. Nếu anh chị cho đi mà anh chị biết ngay thằng ấy đi kiểu gì không sống thì cũng sẽ chết. Bởi vì để tập một công ty start up được không đơn giản thế nào đâu. Ra ngoài gặp đủ vấn đề phường, xã, công an đến làm phiền nó, có khi mấy năm nữa mày đã thất nghiệp. Vậy tao lại là người luôn mở rộng cái cửa đó mày trở lại. Mày ra ngoài kia mày tập chán đi, thậm chí mày cũng là đối thủ của tao đi, rồi mày quay trở lại. Vấn đề gì đâu ạ? Đủ chỗ cho chúng ta mà. Ngay cả ngày hôm nay tôi đi đào tạo cái app, đây là một ví dụ cụ thể. Tôi có để logo kinh mang tôi trên kia. Thế bây giờ em đây có dám bảo tôi là anh Dũng, anh giả cái logo Kingsman anh đi không? Xin thưa chị, thị trường này đủ rộng. FPT cứ đào tạo, FPT, Kingsman cứ đào tạo, Kingsman đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại sợ tách ra cạnh tranh? Thế anh chị lấy tôi về, anh chị bắt tôi dưới chứng FPT rồi sau đó tôi chỉ vào FPT tôi không ăn Kingsman của tôi á? Không bao giờ đâu. Vậy đây là câu chuyện, đây là câu chuyện hợp tác. Vậy thì nếu chúng ta đã để cho những con người đó ra đi hết rồi, chúng ta sẽ còn một lại một người, một mớ người mà chúng ta gọi không phải nhân tài đúng không ạ? Xin thưa anh chị, quan điểm này hơi nhầm. Tiếp tục câu chuyện như sau. Xin thưa các chị, chúng ta ở đây chúng ta xem thử câu chuyện là như thế này. Chúng ta hiện nay trong công ty đều có một phòng gọi tên là phòng hành chính nhân sự. Ở Đà Nẵng rất nhiều công ty có phòng hành chính nhân sự. Trước đây công ty của tôi cũng có phòng gọi là phòng hành chính nhân sự. Tôi thuê bọn Tây về làm tư vấn cho chúng tôi. Việc đầu tiên nó hỏi tôi luôn: Dũng, bên mày có coi trọng con người không? Tôi bảo có chứ, bên tao coi trọng con người chứ, con người là số 1 mà. Nó nói luôn, chúng mày nói dối hoặc chúng mày nói phép. Chúng mày chưa bao giờ coi trọng con người, vì nếu coi trọng con người thì không bao giờ chúng mày có một cái phòng gọi là phòng hành chính nhân sự. Tôi hỏi luôn vì sao? Nó bảo vì công ty mày có hàng trăm con người, vậy mày thiếu người đến mức độ mà mày thành lập một phòng ghép chung là phòng hành chính nhân sự à? Hành chính nhân sự để gạch ngang một cái trừ nhân sự đấy. Nó bảo xin lỗi mày nha, chúng mày đang coi con người không bằng cuộn giấy to đấy. Bởi vì sao mày thấy mày? Vì hành chính là lo đi mua giấy toilet, nhân sự là lo cho con người. Vậy hành chính trước nhân sự thì chẳng là toilet quan trọng hơn con người. Mày lý luận thế, tao thấy đặc thù nó giống nhau. Mà đặc thù giống nhau sao rồi? Mày có phòng kinh doanh riêng, mày có phòng kế toán riêng, phòng marketing cũng đòi riêng, thế tại sao lại là phòng hành chính nhân sự? Mày tách riêng hai phòng cho tao, chuyên phòng hành chính. Còn nhân sự tại sao mày bảo đơn giản? Vì mày nghĩ rằng nhân sự là chỉ việc đi đo công với tính lương cho người ta cuối tháng á. Mày lại nhầm tiếp rồi. Phòng này phải đổi thành phòng liên quan đến nhân tài của con người. Vì nhân sự là các sự việc liên quan đến con người chứ không phải là con người. Vì vậy chúng ta đổi thành phòng phòng quản lý nhân tài. Ý rằng là tao quản lý nhân tài chứ không phải là sự vụ liên quan đến con người. Nó bỏ tên của mày bắt đầu hay hơn, nhưng vẫn không được. Vì nhân tài thì không thể quản lý được. Đi là đi, không ai níu chân được. Mình bảo thế thì em đổ thành phòng hỗ trợ nhân tài được không? Nó bảo hỗ trợ nhân tài rất hay, nhưng mang tính thụ động. Vì hỗ trợ tức là nhân tài cần mày mới đến, còn không mày không đến. Chúng tôi đổi tên lần nữa và tồn tại đến ngày hôm nay. Phòng gì ạ? Phòng dịch vụ nhân tài. Bên này là phòng dịch vụ khách hàng, bên này là phòng dịch vụ nhân tài, làm tất cả những việc mà nhân tài cần từ khi nhân tài chưa đến tới khi nhân tài đã ra đi. Vì vậy hàng ngày nhân viên đi trên đường bảo mày đi đâu đấy? Em lên phòng quản lý nhân tài. Bảo lên làm gì? Dạ lên lấy quyết định kỷ luật. Nhưng là phòng quản lý nhân tài, xin lỗi, phòng dịch vụ nhân tài. Em lên đấy, kỷ luật em lên trên đấy để yêu cầu chúng nó viết đơn kỷ luật tay cho em này. Xin thưa anh chị, chuyện nghiêm túc đấy. Còn ở chúng ta nói chuyện nhân tài, hiện nay tôi đi dạy, tôi không bao giờ có câu là thu hút và giữ chân nhân tài.
tên môn này cũ lắm rồi. Tôi có thể dạy anh chị làm nào thu hút nhân tài. Tôi có thể dạy anh chị làm sao bẫy nhân tài và giữ nhân tài trở lại không cho nó đi được. Nhưng cái môn tôi cần dạy cho anh chị phải là môn như sau: trọng dụng nhân tài. Lấy về mà để người ta sống mòn trong một môi trường không phát huy được cái gì, và trong một bối cảnh tệ hại thì thà anh chị giết người ta còn hơn. Vì vậy báo cáo các chị, thay vì coi nhân tài là hàng trăm ở đó kiệt xuất, thì hãy coi tất cả nhân viên chúng ta là nhân tài. Và điều quan trọng không phải là hút được về, giống Đà Nẵng ấy, hút người ta về. Giả sử tôi là tiến sĩ, tôi cũng sẵn sàng nghe lời anh các chị về đây, anh chị cấp tôi cái nhà, anh chị cho tôi một vài chức danh nào đấy, tôi ở Đà Nẵng tôi ok để thu hút. Như chị bảo rất được tôi đấy, tôi không thích là tôi về và tôi đi. Nhưng tại sao tôi đi? Vì trong quá trình anh hút tôi về đây, anh đã bao giờ thật sự trọng dụng nhân tài chưa mới là quan trọng. Từ trọng dụng ở đây nó có nhiều nghĩa, bao gồm cả thu hút về, bao gồm cả sử dụng người ta, bao gồm cả khích lệ người ta, đảm bảo cho người ta là tự do phát triển. Và đặc biệt mày thích đi là anh đang níu hết sức, nhưng nếu chú đi anh tạo điều kiện cho chú đi, chứ không phải mày đi tao diệt mày chết vì mày sẽ cạnh tranh lại với ta. Rất khác chỗ này. Tôi nói anh chị bảo là nhân tài, đã bao giờ anh chị tuyển một con người mà anh chị ba lần đến lều tranh tư cách của mình như vậy mà quỳ mọp xuống để mời hắn ra các lượng có thể nhân tài đấy? Nhưng mà rõ ràng những người ra các lượng không nhiều, nhưng mà người ta làm việc đó xong người ta còn coi tất cả anh em của dưới đều là nhân tài. Thế báo cáo các chị, câu trả lời tôi hơi dài nhưng bản chất vấn đề là: thứ nhất, nhân tài đi không giữ, còn nếu muốn giữ thì đẳng cấp chúng ta phải thế nào để thật sự họ muốn ở lại với chúng ta. Đúng rồi. Nói là dạ, cái nhân tài thì đầu tiên cái bản thân cái người mà lãnh đạo á, dạ, là đôi khi đẳng cấp nó cũng phải cùng ngang hoặc là ít ra là hơn. Dạ. Trong nhiều cái môi trường đôi lúc mình cũng không bằng người ta, đôi khi dạ, mình cũng bằng hay là kém người ta là thế. Thì cái việc mà giữ những con người đó có nghĩa là cần có những cái mình phải nâng cao đẳng cấp của mình ngày càng lên. Dạ. Thì anh chia sẻ một chút cho em về những cái để nâng cái tầm của mình lên để cùng ngang cấp, hoặc là trong các điều kiện mình chưa bằng thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm chia sẻ để mà mình cũng giữ được những cái con người. Dạ. Về mặt chuyên môn, cảm ơn anh. Về mặt chuyên môn thì chắc là chúng ta không bằng họ được rồi. Vì họ là chuyên gia marketing, họ là chuyên gia về IT, họ là chuyên gia về nhiều lĩnh vực. Vì tôi đáp lại luôn là nếu chúng ta muốn đo họ về vấn đề chuyên môn thì đấy là đo sai lầm. Vì mình có thể bằng giỏi 10 người khác được, đúng không? Thế nhưng mà cái mà người ta người Việt trên mạng giờ này hay có một câu là quan trọng là thần thái. Anh có cái thần thái anh hơn người ta không? Đấy là quan trọng. Thế có cái chị ở đây, cái câu chuyện này hôm qua tôi nói với lớp rồi, nên tôi nói lại anh chị xem tưởng tượng nhé. Người ta sẽ đi theo anh chị vì cái gì? Tôi phải quay lại cái slide này. Ồ không, không có slide ở đây, không được, không sao cả. Đây thế này. Thế thì báo cáo các chị, anh chị cứ cho anh chị là người thành lập công ty đó và tổ chức đó, thế anh chị là người đứng đầu. Vậy người ta sẽ sẵn sàng đi theo anh chị hay không, và người ta nghe anh chị hay không ấy, nó sẽ phụ thuộc vào 4 chữ R mà anh chị nhìn trên bảng đây. Và anh chị thấy là anh chị đang quản lý người ta, anh chị đang quản lý công ty bằng chữ R nào? Cái chữ R đầu tiên và là cái chữ R dở hơi nhất, đó là right. Chúng ta đang quản lý người ta bằng quyền lực. Right là quyền lực, là lẽ phải, là lý lẽ, là chức vụ của mình, right. Anh chị là tổng giám đốc thì anh chị có right to hơn phó tổng. Anh chị là phó tổng thì anh chị nói bọn trưởng phòng phải nghe. Như anh chị nên nhớ rằng những thứ này là thứ người khác ban phát cho mình, nó sẽ giảm mất đi. Hơn nữa trong con mắt người ta muốn thật sự nhìn anh có thần thái của lãnh đạo hay không, chứ không phải anh thật sự chức vụ to thế nào. Nhưng rất tiếc 70-80% lãnh đạo Việt Nam đang rơi vào vòng xoáy này, tức là chỉ thích quản lý người khác và mang cái roi của mình ra để đè người khác, nhưng trong lòng không biết nó thực sự phục mình hay không. Tôi nói ví dụ thế này đấy, tôi là tổng đốc, tôi bắt chúng nó phải đi sớm và không được ăn cắp ăn trộm. Đồng ý vì mày bảo tao phải nghe, nhưng vấn đề trong lòng nó phục hay không thì câu chuyện khác. Thế tôi nói thêm câu chuyện này, trong cả cuộc đời làm lãnh đạo của tôi chưa từng đuổi việc bất kỳ một nhân viên nào. Tôi chưa từng nhé. Vậy như một lần đích đuổi việc nhân viên đã đem đến cho tôi một cảm giác đến tận giờ tôi vẫn rất sợ vì câu chuyện thế này. Có một con bé làm kế toán, nó làm khống bộ hồ sơ thanh toán 5 triệu đồng, nó đưa lên cho chúng tôi ký. Con mẹ kế toán trưởng phát hiện được ra, vì vậy báo cáo tôi là con bé này làm khống hồ sơ thanh toán 5 triệu, vì vậy theo quy định là đuổi việc, thậm chí là truy tố. Vì sao? Nó làm một cái phiếu ăn uống 5 triệu đồng hóa đơn,
nó lường vào cái tập hóa đơn mang tên tôi là thanh toán cho anh Hoàng Trung Dũng. Nhưng đen cho nó là đúng ngày hôm đấy tôi không có nhà, tôi làm công tác nước ngoài, kế toán trưởng bảo anh Dũng đi ăn với mày lúc nào thì anh Dũng đang ở nước ngoài mà, vì vậy phát hiện ra là hóa đơn ăn cá nhân nhưng thanh toán của nhà nước, vì vậy là đuổi việc. Chửi bới đánh đập xong là mời tôi vào cái gọi là hội đồng xử lý kỷ luật. Tôi hỏi này, mày làm kế toán, mày biết rõ quy định công ty tại sao mày còn ăn cắp ăn trộm 5 triệu của tao như thế, mày xứng đáng bị đuổi chưa? Con bé mặt xanh tái mét, nước mắt lưng tròng đứng dậy nói tôi không biết. Thưa anh Dũng, em xin lỗi anh vì đã làm phụ lòng tin của anh. Em rất muốn gắn bó với nơi này vì thật sự em rất thích anh và cũng rất là thích cái tổ chức này. Nhưng báo cáo anh, em phải trình bày một chút vì sao ra nông nỗi này. Ngân hàng quy định là anh nào đã có ô tô riêng của mình rồi thì đi ô tô đến cơ quan làm việc và sẽ không nhận được phụ cấp xăng xe, cũng không nhận được tiền thuê xe ô tô. Còn ai chưa có thì ở tầm của anh sẽ được trợ cấp và được ngân hàng trả tiền thuê xe. Tất cả các anh ngồi đây đều có ô tô riêng hết. Các anh còn mua ô tô trước khi anh làm việc ngân hàng. Nhưng em thấy mỗi tháng tất cả các anh ở đây đều đưa lên một hóa đơn và phụ cấp xăng xe và hợp đồng thuê xe lấy một ngân hàng 30 triệu mỗi anh, đều đi phát tranh, đều mua hóa đơn tại một công ty mà em biết rõ công ty là công ty nào. Nhưng các anh vẫn thanh toán cho nhau bình thường và lấy của ngân hàng 1 tỷ đồng một tháng. 30 triệu một tháng, 30 tháng chẳng 1 tỷ chắc. Quy định rằng anh đi công tác bên ngoài thì ở khách sạn 5 sao. Nhưng nếu chỗ nào anh đã có nhà riêng rồi thì anh về nhà riêng ở, không nên lấy tiền khách sạn của ngân hàng nữa. Anh Dũng có nhà ở Đà Nẵng, anh Dũng có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Các anh còn post lên Facebook rằng là đi chơi thì nhà mình thích thật. Vậy nhưng về các anh vẫn đưa hợp đồng 5 triệu một ngày, vẫn lần này đi công tác nửa tháng vẫn bẹp 75 triệu của em. Bọn em là kế toán, em thanh toán vẫn là. Em thấy điều đó là thật sự không ổn, nhưng em thấy trái đằng sau kìa. Nên hôm qua bố em ở quê lên chơi, dẫn cụ đi ăn hàng thì cũng chưa ăn bánh tráng hai đầu bao giờ, hết 5 triệu. Em thấy xót tiền thì bằng cả tháng lương của em. Em bảo hứa với ông thanh toán cả tỷ còn được nữa là 5 triệu, em dồn vào tập của các anh để thanh toán. Nhưng ngờ đâu tỷ lệ trúng của em như Việt Lót vậy, rơi trúng em mới biết em chứ. Vì vậy bây giờ em bị bóc, em xin lỗi các anh, nhưng em hỏi một câu nữa thôi là thế những người khác như các anh vướng phải vụ này, các anh có thể xử lý gì không? Tôi đứng dậy nói mỗi một câu duy nhất, không nói được nói câu duy nhất. Em ạ, cuộc đời này làm gì có nhân có quả. Vấn đề chỉ là nhân ai đến sớm có quả nào đến muộn mà thôi. Em hơi sớm, tiếp em ra đi. Hẹn em một ngày tái ngộ vì anh chắc cũng sẽ ra đi. Những thằng còn lại ngồi yên, cắm mặt xuống đất và không làm được. Đó, đẳng cấp lãnh đạo đấy, bố nhân tài nó ở lại, nó nhìn rõ bản chất đất đấy. Vậy xin đây chị cho tôi cảnh báo chị như sau. Tôi là lãnh đạo, tôi đứng ở đây. Từng nhân viên của tôi thế nào, tôi nắm bắt lại, tôi cũng nhìn rõ hết. Thằng kia thì đang thích tôi, thằng này thì đang ghét tôi, thằng này đang thù tôi. Tôi đến đây tôi nhìn rõ từng động thái của anh chị. Nhưng anh chị cũng nên nhớ, tôi đứng đây rất cao, lộng gió trên đỉnh này. Mọi động thái của tôi trên này, anh chị cũng nhìn rõ hơn như thế. Thứ hai là anh chị thấy không? Nếu tôi cùng mặt bằng với anh chị ấy, thì tôi làm gì dưới chân anh chị không nhìn thấy này. Nhưng tôi đứng ở đây ạ, khổ lắm thế ạ, cho anh chị nhìn rõ từng tí luôn, được không ạ? Quyền không đè được chứ, không đè nổi chứ. Vậy báo cáo chị đây. Thế còn cấp bậc số 2 đây, đẳng cấp nó cho chỗ này này. Ghi flexion. Tiếng Pháp gọi là gương flexion, tiếng Anh gọi là ghi flexion. Dây cái tiếng Việt là anh xạ làm gương đấy. Thay vì anh chị quắc nạt dọa dẫm người ta, anh chị làm gương. Anh chị muốn nhân viên của anh chị là người trung tình, anh chị phải là người trung tình. Anh chị muốn nhân viên là người trung thực, anh chị phải là người trung thực. Anh chị muốn nhân viên là người sáng tạo hoàn tất, anh chị phải là biểu hiện của đó. Còn làm cụ thể thì không bằng nhân viên, anh chị phải là một hình mẫu lý tưởng để người ta đi. Đọc đấy. Lên cấp độ nữa đấy, Tào Tháo dùng bài này ra để chiêu dụ quan công đây. Relation, đối xử bằng tình cảm à. Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau không vấn đề gì đâu, chú thoải mái, anh ấy rất quan trọng chú à. Thì là relation, thì Việt Nam thì đôi khi cũng dùng được thành công thế này. Nhưng cái cấp độ cuối cùng tuyệt vời bậc nhất,
respect. Mình thật sự trân trọng họ, mình thật sự tôn trọng họ thì họ sẽ trân trọng ngược lại mình. Nhưng để đạt được cấp độ trên cao này, anh chị phải vượt qua và đảm bảo tổng hợp được lần lượt từng cấp độ xử lý. Cũng có lúc phải mang roi ra dọa, cũng có lúc phải làm gương nghiêm túc, cũng có lúc phải tình cảm chú cháu anh em. Nhưng hơn cả là tổng hòa nó lại và anh chị đạt mức độ respect. Vậy thì báo cáo anh các chị, Tào Tháo nói câu hay phết, chính là Tào Tháo chính là người nên nghiên cứu cực kỳ. Rất uy nghiêm, rất là tiêu hùng, nhưng mà cũng rất tình nghĩa. Và đặc biệt Tào Tháo nói câu nổi tiếng là đã dùng là phải tin, mà đã tin là phải dùng. Còn mình đây, nửa tin chả nên dùng, nhưng bố vẫn dùng, và dùng rồi bố vẫn không tin. Gì mới có hiện tượng là bác cho tao ký, để bác tao ký bút chì chứ. Xong về tao gửi đi ký lại, đấy là mày không tin tao, tao tên tài, tao làm ăn mày thế nào. Xin thưa các chị, về câu chuyện tới gặp cái này nó hay chỗ này này. Nếu anh chị lên cấp độ respect rồi thì anh chị có mắc sai lầm người ta sẽ ra bỏ qua. Cụ thể nhá, cụ Hồ nhà mình có sai không? Mình sai nhiều chứ, con người mà. Thế cụ có điểm yếu không? Mới có chứ. Ví dụ cụ Hồ nhà mình hút thuốc lá là một điểm yếu. Đặc biệt hút xong anh em nó bảo là không bỏ được, lại là điểm yếu số 2. Nhưng người ta lại rất chọc bác Hồ vì sao? Vì ông Hồ hút thuốc lá, ông không bỏ được thuốc lá, nhưng ông lại không bao giờ coi đây đặc quyền của ông đấy. Ông ghi trong tất cả trước mắt của mình như sau: bác hút thuốc là không tốt, vì vậy bác xin lỗi các chú vì bác đã không bỏ được thói quen xấu này. Các chú là thanh niên, đừng học tập theo tính già của bác, hãy lao động cực lực để mà đem lại cuộc sống hơn. Bác phải bù lại điều này bằng những cái hứa sai lầm, vân vân vân. Và ông Hồ không bao giờ cấm người ta hút thuốc. Vì vậy người ta lại chắc ông đấy, người ta lại làm thơ ca ngợi bác. Bác ngồi đó mênh mông vầng trắng, khói thuốc lan như ý tưởng bác lan. Còn công ty của mình hiện nay, mẹ tao cấm chúng mày hút thuốc, riêng phòng tao mang gà tàn tao tấu xì gà, vô quẩn. Tôi nhắc lại lần nữa là vô quẩn. Và tôi nhắc là gì? Khi người lãnh đạo dù anh có che đậy bằng tất cả những vĩ từ, nào là do anh căng thẳng anh phải hút thuốc, nào là anh ở đây là ý, thói quen đấy mà, tất cả kia anh là cái gì chăng nữa thì anh đứng ở trên này, nhân viên anh nó nhìn anh rõ từ đầu đến chân. Thôi cũng là có lẽ là chúng ta không nhiều thời gian. Cái câu chuyện cuối tôi kể vào hôm qua lớp, tôi kể những lớp này không được nghe, tôi kể câu chuyện này nó chóng luôn, sốc luôn. Và mai sau buổi này tôi nghĩ là thành phố Đà Nẵng sẽ có nhiều doanh nghiệp thay đổi là cái chỗ này.